Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 421, có mắt không tròng. La Tuệ Ninh cười nói, chẳng phải còn có con sao, ta thấy mấy ông Lý Vĩ cũng chẳng phải là đối thủ của con. Trương Dương khó có lần khiêm tốn, Lý Vĩ thân thủ không tồi, đánh với anh ta, ai thắng ai bại rất khó nói. La Tuệ Ninh nói, Lý Vĩ rất sùng bái võ công của con đấy. Trương Dương dẫn La Tuệ Ninh rời khỏi từ cửa khách quý, đến bãi đỗ xe, sau khi La Tuệ Ninh lên xe, Trương Dương mới hỏi, mẹ nuôi, mẹ dự định sắp xếp thế nào? La Tuệ Ninh nói, hôm nay ở lại Đông Giang đã, sáng ngày mai sẽ đi đến chùa Đông Minh đốt hương, buổi chiều đến thăm mấy người bạn cũ, sau đó đi tu văn. Trương Dương nghe La Tuệ Ninh nói vậy, trong lòng đã chắc chắn, xem ra lần này thời gian rất nhiều, vì vậy không vội vàng về quê tu văn. Trương Dương nói, mẹ nuôi à, mẹ đến sở chiêu đãi của chính phủ tỉnh đi. La Tuệ Ninh lắc đầu, ở đấy nhiều người nhòm ngó lắm. Vậy thì tới Sơn Trang Nam Quốc đi ạ, môi trường thích hợp, là của người Singapore mở, tiêu chuẩn 5 sao. La Tuệ Ninh cười đáp, không cần phải long trọng như vậy đâu, mẹ chỉ về quê thăm quê chút thôi, con đừng học mấy thứ không hay của những người khác. Trương Dương cười nói, mẹ yên tâm, con có lương mà. La Tuệ Ninh nói, với tí tiền lương đó của con làm được gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương cười ha ha nói, mẹ à, mẹ đừng coi thường con còn có cổ phần ở xưởng thuốc Giai Đồng nữa mà, mỗi năm chị ấy đều cắt tiền cho con, tất cả những chi tiêu của mẹ ở Bình Hải để con lo. La Tuệ Ninh nói, mẹ không nỡ để con trai mẹ trả tiền đâu. Trương Dương thầm nghĩ nếu như người khác biết mẹ đến rồi, thì còn xếp hàng trả tiền cho mẹ ấy chứ. Nghĩ lại sự việc Tống Hoài Minh nhờ mình, Trương Dương nói, mẹ nuôi à, lần này mẹ đến thật không muốn gặp ai ư. La Tuệ Ninh hơi ngớ người, ngay lập tức hiểu ý hắn, cười nói, thằng bé này, có điều gì muốn nói thì nói đi. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Tống biết mẹ đến đây, ông muốn gặp mẹ một chút, nhưng nếu như mẹ không tiện thì thôi không sao. La Tuệ Ninh nói, có gì mà không tiện, ông ấy là người nhà của chúng ta, Trương Dương, con cũng chẳng nói sớm, thế này đi. Tối nay mẹ mời hai vợ chồng tỉnh trưởng Tống đi ăn cơm. Trương Dương không ngờ phản ứng của La Tuệ Ninh lại thần tốc như vậy, và nhận lời vui vẻ như vậy. Hắn nhìn thời gian, đã gần đến 6 giờ chiều rồi, lúc này gọi điện mời người ta ăn cơm có hơi bất lịch sự, huống hồ đối phương lại là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải. Nhưng Trương Dương ngay lập tức nghĩ thông chuyện này, Tống Hoài Minh gặp La Tuệ Ninh không phải là để gặp mặt thông gia, nói về chuyện gia đình con cái, La Tuệ Ninh đề ra cuộc ăn cơm tối nay. Trọng điểm cũng không phải là ở việc ăn cơm, thế là Trương Dương ngay lập tức gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, hắn nói với Tống Hoài Minh rằng La Tuệ Ninh đã đến, sau đó lại nói rằng 7 giờ tối nay cùng ăn cơm ở nhà ăn Nam Quốc. Tống Hoài Minh nhận lời rất vui vẻ, Trương Dương đoán không sai, cái chính của cuộc ăn cơm này không phải là để ăn cơm. Lão Tử lái xe từ từ, trong lòng chấn động từng đợt, y biết rằng Trương Dương là bạn tốt của Thường Hải Long, cũng biết rằng Trương Dương là phó thị trưởng thành phố cấp huyện. Nhưng không hề biết gì về thân phận của La Tuệ Ninh, khi Trương Dương gọi điện đến hẹn Tống Hoài Minh ăn cơm, y đã đoán được vị Mỹ phụ trung niên này nhất định thân phận phi phàm, nếu không thì làm sao phải để người đứng đầu một tỉnh đến dự tiệc ngay lập tức vậy được. Trương Dương đã đến Sơn Trang Nam Quốc nhiều lần, có điều làm người khác biết về hắn là hắn một mình đánh 3 người cầu thủ của câu lạc bộ Thái Hồng Vân An, lần đó đã làm cho uy danh của hắn lan rộng khắp Nam Quốc Sơn Trang. Hắn cũng vì vậy mà quen được Tổng Giám đốc Nam Quốc Sơn Trang là Văn Bân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Quang Nam. Lý Quang Nam là người Singapore, phần lớn thời gian gã đều kinh doanh ở Đông Nam Á, nghiệp vụ bên này hầu hết đều vất cho Tổng Giám đốc Văn Bân. Nhiệm Văn Bân về cơ bản đều ở Nam Quốc Sơn Trang, nghe nói Trương Dương đến, vội vàng chạy ra đón, việc lần trước đã làm gã cảm nhận được tên này không hề dễ phục vụ chút nào, sợ rằng chỗ Nam Quốc Sơn Trang lại không yên bình được rồi. Trương Dương lấy một phòng ở cạnh Vịnh Thanh Thủy, vị trí tốt nhất lử trong Nam Quốc Sơn Trang, khi người phục vụ dẫn La Tuệ Ninh đi xem phòng, Trương Dương đã bảo chuyện sắp xếp bữa cơm tối cho Nhiệm Văn Bân, Nhiệm Văn Bân nói ăn ở trong biệt thự hay là ăn ở nhà hàng. Rồi sau đó gã lại bổ sung, tôi có thể bảo đầu bếp làm xong thức ăn đưa đến biệt thự, nếu như không có nhiều người, thì ăn ở phòng khách của biệt thự không khí tốt hơn. Trương Dương cười nói, đề nghị này được đấy, nhưng vậy thì phiền anh quá. Nhiệm Văn Bân cười nói, có phiền gì đâu. Hai vợ chồng Tống Hoài Minh đến chỗ ở của La Tuệ Ninh vào lúc 7 giờ kém 1 phút, Trương Dương đứng chờ sẵn ở Trương Dương, nhìn chiếc kim đồng hồ,
Trương Đại Quan ngầm bái phục năng lực nắm vững thời gian của ai vợ chồng nhạc phụ tương lai, hắn không biết rằng, Tống Hoài Minh đã suy nghĩ nhiều về vụ thời gian này, đến muộn, thì không tôn trọng, đến sớm, cũng không đủ tự trọng thân phận mình, làm quan đến vị trí này phải suy nghĩ về rất nhiều việc, một việc xem ra rất bình thường, nhưng lại phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Trương Dương thấy chiếc xe của Tống Hoài Minh đến, vội vàng rảo bước đến mở cửa xe câu họ, Tống Hoài Minh đi cha trước, Liễu Ngọc Doanh bước theo sau, Trương Dương gọi một câu rất lịch sự, chú Tống, dì Liễu. Tống Hoài Minh cười, Liễu Ngọc Doanh quan tâm nói, nghe nói cháu bị thương, có sao không? Trương Dương cười nói, chỉ bị thương ngoài da thôi ạ, đã khỏi rồi gì? Tống Hoài Minh gật đầu, thấp giọng nói, văn phu nhân ở trong đó. Trương Dương nói, đã đợi mọi người ở phòng khách rồi đấy ạ. Lúc này xe đưa cơm của khách sạn đã đến, Trương Dương bảo Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Doanh đi qua đó, còn hắn đi sắp xếp. Nhiệm Văn Bân đích thân đến cùng chuyến xe này, gã không nhận ra hai vợ chồng Tống Hoài Minh, nhưng gã nhìn thấy chiếc xe có biển Hồng Kỳ, làm nghề như bọn họ thế này, gần như phải nhớ rõ ràng biển số xe của từng vị lãnh đạo, đặc biệt là hai vị lãnh đạo tỉnh. Nhiệm Văn Bân hơi run, không ngờ người đến đây ngày hôm nay là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Ngay lập tức, gã lại nghĩ ra quan hệ giữa Tống Hoài Minh và Trương Dương, tỉnh trưởng Tống là bố vợ tương lai của Trương Dương, điều này đã rất nhiều người ở Bình Hải biết. Khắp cả Bình Hải, người có thể để Tống Hoài Minh vội đến dự tiệc thế này không nhiều, nhất định thân phận của người đó vượt qua cả Tống Hoài Minh, điểm mạnh lớn nhất của Nhiệm Văn Bân là giỏi phân tích. Gã cười nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, tôi đã chuẩn bị một vài món ăn đặc sắc của Nam Quốc, anh xem có gì muốn ăn nữa không, tôi sẽ đi làm ngay. Trương Dương cười nói, không cần đâu, chẳng có mấy người, không ăn hết được nhiều thế này đâu, anh cố gắng sắp xếp thế nào ít nhưng mà ngon, tất cả anh quyết định hết là được rồi. Nhiệm Văn Bân nói, đúng rồi, thị trưởng Trương, lần trước anh đến, tôi đã muốn tặng anh một chiếc thẻ hội viên kim cương, lần này không thể quên được. Gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho Trương Dương nhận lấy chiếc thẻ, người ta đã có ý tốt như vậy, mình cũng không thể thất lễ. Trong lòng Nhiệm Văn Bân rất muốn có thêm chút quan hệ với tỉnh trưởng Tống, nhưng hắn cũng hiểu rằng, với tầm mắt của Tống Hoài Minh, không bao giờ để ý đến những thương nhân nhỏ như gã, điều thực tế nhất là làm tốt quan hệ với Trương Dương. La Tuệ Ninh từ phòng khách bước ra đón hai vợ chồng Tống Hoài Minh, bà mỉm cười bắt tay với Tống Hoài Minh, rồi lại chủ động ôm Liễu Ngọc Doanh, cười nói, Ngọc Doanh thật là càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Liễu Ngọc Doanh khiêm tốn nói, đây có trẻ trung xinh đẹp, giờ đây càng nhiều nếp nhăn rồi. Năm tháng chẳng tha cho con người, với phụ nữ như chúng ta, thì năm tháng là thứ tàn khốc nhất. La Tuệ Ninh gật đầu đầy đồng cảm, bà mời hai vợ chồng Tống Hoài Minh ngồi vào ghế sofa. Trương Dương đã dẫn nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, sau khi 6 món ăn được xếp ra, Trương Dương gọi, chú Tống, dì Liễu, mẹ nuôi đến đây ăn cơm trước đi ạ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. La Tuệ Ninh đứng dậy nắm tay Liễu Ngọc Doanh cũng đi đến phòng ăn. Trương Dương kéo ghế cho hai người họ. Rồi mời họ ngồi xuống. La Tuệ Ninh cười hì hì nhìn Trương Dương, thằng con trai này của tôi rất nghe lời, mỗi lần tôi buồn bực gì, chỉ cần gọi điện cho nó, để nó chọc vài câu là vui vẻ liền. Liễu Ngọc Doanh mỉm cười nhìn Trương Dương, bà cũng biết câu này của La Tuệ Ninh là để khoe cho hai vợ chồng bà nghe. Liễu Ngọc Doanh nói, Trương Dương rất tốt, nếu không Yên Nhiên cũng chẳng chọn cậu ấy. La Tuệ Ninh nói ra thì Yên Nhiên đi Mỹ đã được một thời gian rồi, sao vẫn chưa về nước? Bà nói với Trương Dương, bình thường con cũng gọi điện cho Yên Nhiên nhiều vào, tình cảm cũng cần phải làm nóng mà. Trương Dương cười nói, bình thường con không gọi ít đâu ạ, Yên Nhiên tháng 10 này về, hẹn con đi Bắc Kinh xem duyệt binh. La Tuệ Ninh nói, giờ thì mẹ hiểu rồi, con gái nên lấy chồng nhanh, nếu không thì mãi vẫn chỉ là đứa trẻ con. Trương Dương vừa nghe đã căng cả đầu óc, chẳng lẽ mẹ nuôi của hắn đang định thúc giục hắn kết hôn? Tống Hoài Minh cười cầm cốc rượu lên, tôi thấy kết hôn sớm chẳng phải là chuyện gì tốt, tình cảm vẫn chưa ổn định, yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Câu này của Tống Hoài Minh làm cho Trương Dương ngớ người, nhạc phụ đại nhân tương lai nói câu này có ý gì đây? Chẳng lẽ ông đã nghe nói điều gì hay sao? Chẳng lẽ ông có gì bất mãn với mình hay sao? La Tuệ Ninh đương nhiên cũng nghe ra được những ý tứ trong câu nói đó, bà điềm đạm nói, Hoài Minh à, câu này của anh tôi không tán thành đâu. Không có cái gốc là tình yêu thì làm sao có tòa nhà là hôn nhân được. Sao, anh không hài lòng với con trai nuôi của tôi à? Bà nói hẳn câu này ra, có thể thấy rất bảo vệ Trương Dương. Tống Hoài Minh cười lắc đầu nói, tôi rất thích Trương Dương,
Tôi cũng là một người cha thoải mái, mặc dù quan hệ giữa tôi và Yên Nhiên cũng không được tốt lắm, nhưng tôi cũng sẽ không can hệ vào cuộc sống của nó, tôi sẽ ủng hộ quyết định của nó, chỉ là tôi cho rằng, hai đứa nó còn trẻ, Trương Dương vẫn còn chưa đến 23 tuổi, vẫn còn cách tuổi hôn nhân một thời gian, giờ đây cậu ấy đang trên đà thăng tiến, trước mắt, sĩ nổ của cậu ấy rất tốt, hôn nhân quá sớm sẽ không có tác dụng gì cho quan đồ của cậu ấy. Tống Hoài Minh dừng lại một lúc, rồi nói, đương nhiên, nếu như hai đứa nó muốn lấy nhau thật, thì người làm cha như tôi cũng sẽ không phản đối. Liễu Ngọc Doanh cười nói đi nói lại, chuyện của mấy đứa nhỏ vẫn phải để mấy đứa nó tự làm chủ, mấy phụ huynh như chúng ta chỉ việc đợi để uống rượu mừng là được rồi. La Tuệ Ninh gật đầu nói cũng phải, thằng con trai nhà tôi còn giàu người hơn nữa, hơn 30 tuổi rồi, mà giờ đến người yêu còn chẳng có. Liễu Ngọc Doanh nói, Hạo Nam là một người có tài, sao lại không có con gái theo đuổi được? La Tuệ Ninh nói, có không ít con gái thích nó, nhưng mà đáng tiếc tiêu chuẩn của nó. Phụ nữ ở cạnh nhau, điều họ thích nói nhất chính là đây, người có thân phận như La Tuệ Ninh, Liễu Ngọc Doanh cũng chẳng hề ngoại lệ, Trương Dương và Tống Hoài Minh nhìn sang nhau, hai người đều lộ ra một nụ cười ngán ngẩm, Trương Dương cầm cốc lên nói, chú Tống, cháu kính chú. Tống Hoài Minh uống một chén. Liễu Ngọc Doanh quan tâm nói, Trương Dương, trên người cháu bị thương, cháu uống ít thôi. La Tuệ Ninh đến giờ mới biết Trương Dương bị thương, hèn chi hôm nay hắn đem lái xe đến đón bà, rồi lại gọi người vác hành lý cho bà, La Tuệ Ninh nói, sao thế? Sao con lại bị thương? Trương Dương cười nói, không sao đâu ạ. Liễu Ngọc Doanh nói, bí thư chính pháp ủy thành phố Nam Tích tham lam vô độ, bị Trương Dương nắm được bằng chứng, để cướp lại bằng chứng, ông ta đã phái người tới giết Trương Dương. Trương Dương bị bắn một viên đạn. Trương Dương vốn không muốn nói, nhưng không ngờ Liễu Ngọc Doanh đã nói sự việc đó ra, hắn cười nói, dì Liễu à, cháu đã nói là chỉ bị thương ngoài da thôi kìa mà, có sao đâu. Khi nói câu này, hắn đưa ánh mắt sang nhìn Tống Hoài Minh, phát hiện thái độ của Tống Hoài Minh rất bình tĩnh, trong lòng Trương Dương đột nhiên hiểu rằng, bình thường Tống Hoài Minh đều không thích Liễu Ngọc Doanh tham gia vào chuyện chính sự, bình thường Liễu Ngọc Doanh cũng rất ít khi nói những lời như thế này. Nhưng hôm nay Liễu Ngọc Doanh khi nói những chuyện bình thường lại như vô ý nói chuyện Trương Dương bị thương ra, đây không chỉ là quan tâm tới hắn, mà Trương Dương đoán rằng, chắc chắn do Tống Hoài Minh sắp xếp. La Tuệ Ninh tức giận nói, một cán bộ nhà nước mà lại dám làm những việc tày trời thế này, loại người này nhất định phải đánh cho chết thì thôi. Trương Dương cười nói, chúng con rất muốn đánh, nhưng y chạy rồi. Tống Hoài Minh cười nói, văn phu nhân cứ yên tâm về hệ thống công an Bình Hải của chúng tôi. Chúng tôi không bỏ qua cho bất cứ hiện tượng tham ô nào cả. La Tuệ Ninh không dừng lại ở vấn đề này quá lâu, rất nhanh đã chuyển chủ đề, tối nay tôi mời mọi người đến đây thật là hơi gấp gáp quá, thất lễ thất lễ. Tống Hoài Minh nói, người nhà mà có gì đâu, chúng ta là gia đình thấp họp, không để ý nhiều như vậy, nói thực, khi Trương Dương gọi điện thoại cho tôi đã ăn nửa bát cơm rồi, giờ đây nhìn đầy bàn thức ăn ngon như thế này, muốn ăn mà không ăn được nữa rồi. Câu này của Tống Hoài Minh làm cho mọi người cười rộ lên. La Tuệ Ninh nói, vậy thì ăn ít một chút, người đến tuổi trung niên, buổi tối không nên ăn quá nhiều. Bà dừng lại một lúc rồi lại nói, ngày mai tôi khá bận, chỉ sợ không còn thời gian để gặp mọi người nữa rồi, vì vậy chỉ có thể gặp tối nay. Liễu Ngọc Doanh nói, người nhà với nhau ăn cơm như thế này rất vui đấy chứ, tôi rất thích. Họ nói chuyện chậm rãi, ngoài việc Trương Dương bị thương. Chẳng hề đả động tới việc gì trên quan trường nữa, sau khi ăn cơm xong, La Tuệ Ninh nói với Tống Hoài Minh, Hoài Minh, trước khi tôi đến đây, Lão Văn bảo tôi đưa cho anh một thứ. Tống Hoài Minh đứng dậy đi cùng La Tuệ Ninh đến thư phòng, La Tuệ Ninh nói một thứ đó chính là một bức thư, Tống Hoài Minh mở bức thư đó ra, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một chuỗi số điện thoại. Tống Hoài Minh ngay lập tức hiểu ra, Văn Quốc Quyền muốn y chủ động tìm ông ta để giao lưu. Từ lúc Kiều Trấn Lương vào Bình Hải, Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền cũng đã liên lạc ít đi nhiều rồi, Tống Hoài Minh có những dự định của mình, Văn Quốc Quyền cũng bị bố cục của Kiều Lão giết làm cho trở tay không kịp, Kiều Trấn Lương thành công vào Bình Hải, làm cho Văn Quốc Quyền hiểu ra một chuyện, Kiều Lão mặc dù đã đi ra, nhưng thực lực vẫn ở đó. Sự kiện này đã chứng minh một chuyện, Kiều Lão có thể làm cho Tống Hoài Minh trở thành tỉnh trưởng Bình Hải, Văn Quốc Quyền thì không thể đưa Tống Hoài Minh lên vị trí bí thư tỉnh ủy. Tống Hoài Minh là một người rất lý trí, y không muốn tham dự vào cuộc đấu tranh giữa Kiều Lão và Văn Quốc Quyền, y là môn sinh của Kiều Lão, nhưng cùng với việc kinh nghiệm của gã ngày càng phong phú hơn, những ý niệm của y ngày càng tương cận với Văn Quốc Quyền,
Hôn ước của Trương Dương và Sở Yên Nhiên làm cho hai gia đình họ hình thành một liên minh vô hình, giờ đây đã không thể đến lượt y chọn lựa trận doanh nữa rồi, dù là y không đứng về bên nào cả, người khác cũng sẽ quy y vào bên Văn Quốc Cường. La Tuệ Ninh sau khi đưa số điện thoại cho y, liền rời khỏi thư phòng. Tống Hoài Minh ngồi xuống trước bàn sách, nhìn số điện thoại đó, một phút sau, mới gọi điện thoại theo số ở trên, alo, Phó Thủ tướng Văn đấy phải không? Tôi là Tống Hoài Minh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ của Văn Quốc Quyền, Hoài Minh đấy à, gần đây có khỏe không? Lâu lắm rồi không nhận được điện thoại của anh. Tống Hoài Minh nói, tôi vẫn khỏe, gần đây công việc khá bận. Văn Quốc Quyền nói, làm việc với đồng chí Trấn Lương thế nào? Có thích ứng với phong cách làm việc của đồng chí ấy không? Tống Hoài Minh nói, năm nay Thường ủy tỉnh Bình Hải biến động rất lớn, tầng lớp lãnh đạo mới cần phải cọ sát nhau nhiều, chỉ có cọ sát hiểu nhau rồi, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của chúng tôi được. Văn Quốc Cường mẫn cảm nắm bắt được ý tứ trong câu nói này của Tống Hoài Minh, từ sau khi Kiều Trấn Lương đến Bình Hải, Thường ủy Bình Hải bắt đầu xuất hiện sự biến động không nhỏ, mỗi tầng lớp lãnh đạo lên ngôi đều phải gầy dựng tầng lớp dưới của mình, đây là chuyện quá đỗi bình thường, càng huống hồ nhiều vị thường ủy của Bình Hải đã đến lúc rút về. Trong Bình Hải, Văn Quốc Quyền rõ ràng ở vào thế bất lợi, Tống Hòa Minh thật sự lo lắng về việc Văn Quốc Quyền sẽ từ bỏ, nếu như y từ bỏ Bình Hải, thì về sau con đường ở Bình Hải của Tống Hoài Minh sẽ khó đi hơn. Văn Quốc Quyền nói, một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, không những phải chống đỡ được với gió mưa, mà còn phải chịu được đơn độc, chỉ có cắm rễ tất cả lên mảnh đất là nhân dân này, tương lai mới có thể trở thành một cây đại thụ chọc trời, mới có thể trở thành người quan trọng của quốc gia. Tống Hoài Minh chợt rùng mình, những lời lý lẽ ai cũng biết nói, nhưng những lời này của Văn Quốc Quyền thật sự đã nói đến những điều y nghĩ. Văn Quốc Quyền nói, chỉ cần đi cùng một phương hướng, chúng ta cần phải bao dung, tìm điểm chung của nhau, nếu như phương hướng không giống nhau, thì cần phải giữ vững lập trường, quyết không thỏa hiệp. Tống Hoài Minh thấp giọng nói, cảm ơn sự chỉ giáo của Phó Thủ tướng Văn, tôi hiểu rồi. Văn Quốc Quyền lại nói, việc Nam Tích tôi đã nghe nói rồi, anh làm tốt lắm, việc này cần phải làm đến cùng, người ta tuổi đã cao, dễ bị mờ mắt lắm, vì vậy con mắt nhìn người chọn người thường xuất hiện sai lệch. Đúng rồi, Khổng Nguyên đến chỗ các anh đảm nhận bộ trưởng tổ chức biểu hiện thế nào? Tống Hoài Minh ngớ người, câu này của Văn Quốc Quyền rõ ràng là đang ám thị với y trả lời rất cẩn thận cũng được coi là nề nếp. Văn Quốc Quyền cười nói, người này từ trước đến giờ đều rất phiền phức, nếu như anh ta gây phiền phức cho anh, thì anh phải nói cho tôi ngay lập tức. Ngày thứ hai Trương Dương đến tính tiền mới biết, chiếc thẻ Nhiệm Văn Bân tặng cho hắn là một chiếc thẻ ăn ở miễn phí, vừa nhìn thấy hắn lấy chiếc thẻ này ra. Giám đốc quầy phục vụ đã cười nói với hắn, Trương tiên sinh, anh có thể đi rồi, tất cả phí đều được miễn cả. Trương Dương cũng chẳng để ý đến chút tiền nhỏ như thế này, có điều Nhiệm Văn Bân làm như vậy rõ ràng là rất nể mặt hắn rồi, chắc chắn Nhiệm Văn Bân đã phát hiện ra điều gì đó, có điều người ta đã tặng CS hắn, thì hắn cũng chẳng có lý do gì không nhận. Lái xe lão tử tất nhiên cũng ăn ngon ở sướng, sáng nay dậy sớm rửa sạch xe đến cửa khách sạn chờ. Vì La Quệ Ninh muốn đến chùa Đông Minh đốt hương, vì thế dậy rất sớm. Lão Tử rất quen thuộc với đường của Đông Giang, hơn nữa buổi sáng sớm ít người, nên đã đến chùa Đông Minh rất thuận lợi. Sau khi La Tuệ Ninh xuống xe, nói với Trương Dương, con ở ngoài đợi mẹ đi, sau khi mẹ đốt hương xong sẽ ra ngay. Trương Dương gật đầu, rồi vẫn đưa La Tuệ Ninh đến cổng chùa. Chùa Đông Minh được xây vào những năm Bắc Ngụy, lịch sử lâu đời, xung quanh chùa có không ít bia đá khắc chữ của danh nhân. Trương Dương ngồi chẳng có việc gì, liền đến phía đông chùa ngắm những bia đá khắc chữ. Chưa đến 6 giờ, trong rừng bia đá chẳng có du khách nào khác, ngoài Trương Dương, chỉ có một vị lão tăng nhân đang quét lá rụng. Trương Dương cười hì hì đến tước vị lão tăng, chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, xin hỏi cao tăng, trong số bia đá này, bia nào nổi tiếng nhất? Nhìn xung quanh, bia dày đặc, có lẽ phải đến hàng nghìn hàng vạn tấm, hắn chẳng có thời gian để xem từng tấm một. Ánh mắt lão tăng vẫn nhìn chuyên tâm trên nền đất, quen cẩn thận từng chiếc lá rơi, thấp giọng nói, nổi tiếng thì sao, vô danh thì sao. Vạn sự vạn vật đều không thoát khỏi một chữ không, nhiều năm sau tất cả đều hóa thành cát bụi. Trương Dương cười hà hà nói, cao tăng Phật Pháp tinh thông, vãn bối ngu ngốc mà u muội, gì đó nhỉ. Tôi là một người bình thường, cao tăng, ở đây bình thường bia nào được xem nhiều nhất. Lão tăng quét chiếc lá cuối cùng, ánh mắt vẫn không nhìn Trương Dương. Chỉ vào vị trí bên phải đằng trước mặt, ở đó. Trương Dương nhìn theo phương hướng cao tăng chỉ, thì nhìn thấy tấm bia đá đứng ở đó,
đã bị sờ đến độ nhẵn bóng, chữ bên trên đó cũng bị mưa gió bào mòn làm cho ngày càng mờ. Trương Dương nhìn một lượt giới thiệu mới biết, tấm bia này là di tích thật sự do Minh Thái Tổ để lại. Trương Dương nói, sao lại thành thế này? Lão Tăng điềm đạm nói, cây cao giữa rừng, gió ắt thổi bay, bia đá cũng như vậy, một khi đã trở thành tiêu điểm của ánh mắt chúng sinh, thì bản chất của nó cũng đã thay đổi. Trương Dương nói, bia đá không thay đổi, chỉ là nhân tâm thay đổi rồi. Lão Tăng mỉm cười nói, không sai, nhân tâm thay đổi rồi. Trên thế gian này, có gì thay đổi nhanh hơn nhân tâm? Nhưng dù anh có thay đổi thế nào, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ không, đến cuối cùng vẫn chỉ là cát bụi về với cát bụi mà thôi. Trương Dương cười ha ha, khom lưng với Lão Tăng, thụ giáo rồi. La Tuệ Ninh đi thăm một vài người bạn cũ, toàn bộ đều là những cán bộ về hưu. La Tuệ Ninh đã đi mua quà, mỗi nhà mỗi hộ đều tặng quà, Trương Dương cùng đi với bà cả ngày, mấy người này giờ đây đều ở vào những năm cuối đời, nhưng năm đó tất cả đều là những nhân vật nổi danh như cồn. Trương Dương lúc này mới biết, hóa ra La Tuệ Ninh xuất thân từ một gia đình quan lại, cha bà từng là thị trưởng đầu tiên của Nam Tích sau khi kiến quốc, cũng là một vị quan viên lão thành, từng tham gia thiên lý trừng trinh, đánh Nhật Bản, những người La Tuệ Ninh đến thăm đây hầu như đều là chiến hữu cũ của cha bà. Đi cùng với La Tuệ Ninh lòng vòng một ngày ở Đông Giang, đến 4 giờ chiều, mới hoàn thành việc thăm hỏi ngày đó, La Tuệ Ninh nói, đi Tu Văn, tối nay ở lại Tu Văn. Trương Dương không nắm rõ lắm về tình hình của Tu Văn, hắn nói nhỏ, mẹ nuôi à, có cần phải gọi điện đặt khách sạn trước không? La Tuệ Ninh lắc đầu nói, không cần phải phiền phức vậy đâu, cô của mẹ ở Tu Văn, bà sống một mình, căn nhà của bà rất lớn. Trương Dương vẫn chưa nghe nói rằng La Tuệ Ninh có một người cô. La Tuệ Ninh nói trên đường đi, từ nhỏ, cha mẹ đã rời khỏi Tu Văn nhập ngũ, lúc đó, cô của mẹ mới vừa cai sữa, sau khi cha mẹ đi khỏi, đến năm 49 mới về nhà, lúc đó cô mẹ đã gả cho một quan quân quốc dân đảng, hai người cùng đi Đài Loan, hai anh em không hẹn mà gặp, về sau trong nước xảy ra chuyện, làm cho hai anh em bặt vô âm tín, đến tận năm 82, cô của mẹ mới về trong nước, tìm được cha của mẹ, cả nhà được coi như đoàn tụ từ đây. Cô của mẹ đến Đài Loan chẳng được bao lâu. Chồng đã lâm bệnh rồi chết, sống một mình suốt, khi cha của mẹ bệnh nặng, cô từ Đài Loan trở về chăm sóc ông, chăm sóc đến 2 năm, tới tận khi ông từ giã cõi đời, cô cũng không về Đài Loan nữa, cô ở lại Tu Văn, vì muốn lá chảy về cội. Trương Dương gật đầu, thời đại đặc biệt tạo thành vô số những cuộc xa cách hội họp của nhân gian. La Tuệ Ninh nói, vốn mẹ muốn đón cô đến Kinh Thành, sống bên cạnh chúng ta, nhưng cô rất cứng rắn. Thích sống một mình cho yên tĩnh, nói thế nào cũng không đồng ý đi cùng chúng ta, vì thế, cứ cách một thời gian là mẹ lại quay lại thăm cô. Trương Dương nói, mẹ, cô của mẹ con nên xưng thế nào? La Tuệ Ninh bị câu hỏi của Trương Dương làm cho ngớ ra, ngay lập tức cười nói, con gọi là bà được rồi. Tu Văn là một huyện trực thuộc Đông Giang, ở cạnh Nam Thích, vì thế khẩu âm của Tu Văn giống với Nam Thích nhất. Thành phố nhỏ này có lịch sử khá lâu đời. La Tuệ Ninh vốn là người của Trấn Thanh Dương Tu Văn, sau này cùng với việc mở rộng khu thành phố của Tu Văn, ngày nay, Thanh Dương Trấn cũng đã trở thành huyện thành. Đường vào Trấn Thanh Dương dần trở nên nhỏ hẹp, La Tuệ Ninh thấy sắp về đến quê, càng trở nên vui vẻ hơn, giới thiệu với Trương Dương những cảnh sắc bên đường, Trương Dương cũng nghe rất kỹ càng, hắn chưa từng đến đây bao giờ. Khi đến đoạn đường trước mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn thổi, hóa ra là một đội đưa tang đang đi đến chỗ họ. Lão Tử dừng xe lại, nhìn Trương Dương, Trương Đại Quan cũng lắc đầu, chẳng ai ngờ được sẽ gặp phải chuyện như thế này. La Tuệ Ninh chẳng thấy gì, bà nhẹ nhàng nói, chúng ta lùi vào bên cạnh chút đi, đừng ảnh hưởng đến việc làm lễ của người ta. Lão Tử lùi xe về phía sau, tìm được một chỗ trống, sau đó dựa xe sát vào đường, đội lễ tang này đã đến rất nhanh, Trương Dương muốn xem, bò lên cửa kính nhìn xem rốt cuộc ai chết, mà lại làm rầm rộ như vậy. Chưa tính đến những người giấy ngựa giấy, chỉ là số người tham dự vào thôi cũng đã hơn 1.000 người, những người mặc áo tang không dưới 200 người, đằng trước còn có 3 chiếc xe cảnh sát mở được. La Tuệ Ninh nhìn thấy chiếc đèn xe cảnh sát, chau chau mày, nhẹ nhàng nói, thật là phô trương. Khi chiếc xe cảnh sát lái qua xe của họ, chiếc xe dừng lại, từ trên xe có một cảnh sát cao lớn đi xuống, trước ngực gã còn có một bông hoa trắng. Gã bước từng bước lớn đến trước mặt chiếc xe, giơ tay ra đập đập vào cửa kính rất không khách khí. Lão Tử hạ cửa kính xuống, mỉm cười nói, đồng chí cảnh sát, có chuyện gì thế? Viên cảnh sát tức giận, hôm nay ở đây có lệnh cấm lưu hành, anh không nhìn thấy sao?
Lão tử ngớ người, tôi ở đầu đường không nhìn thấy bảng hiệu cấm thông hành mà. Viên cảnh sát tức giận, nhìn lão tử có tin tôi treo bằng anh không? Lúc này một viên cảnh sát khác đi đến, xua xua tay nói thôi, các người mau quay xe lại đi, đừng ảnh hưởng đến người ta làm việc hiếu. Lão tử không dám gây chuyện, đang chuẩn bị quay xem, Trương Dương không vui nói, này đồng chí cảnh sát, chúng tôi dựa vào đâu mà phải quay đầu xe chứ? Con đường này rộng như vậy, các anh cứ đưa tang nhà các anh, chúng tôi đã lái xe đến đây chờ rồi, còn muốn thế nào nữa? Viên cảnh sát đến trước chỉ vào mũi Trương Dương nói, anh nói cái gì? Xuống xe cho tôi. Trương Dương đang chán, muốn xuống xe, thì bị La Tuệ Ninh nắm lấy tay, La Tuệ Ninh thấp giọng nói thôi, hà tất phải chấp với họ. Trương Dương cố kìm cơn giận, mẹ nuôi đã nói vậy, hắn không thể không nghe. Lúc này một viên cảnh sát giao thông chạy đến, nói với viên cảnh sát tức giận ban nãy, đồn trưởng Cầu, anh tìm tôi. Viên cảnh sát họ Cầu chỉ vào mũi gã mắng, Hồng Xuân Định, anh chấp hành luật thế à? Sao lại vẫn có xe vào đây? Hồng Xuân Định vội vàng giải thích, xin lỗi đồn trưởng Cầu, xin lỗi, vừa nãy tôi đi vệ sinh, không ngờ chiếc xe này lại chui vào đây, xin lỗi. Viên cảnh sát họ Cầu đó tức giận, gã lấy ra một chiếc gậy, đập mạnh lên mui xe, bảo anh quay xe rồi, con mẹ nhà anh điếc à? Chương 422, chống lại cường quyền. Chiếc gậy đó đã làm cho cục tức trong lòng Trương Đại Quan bùng lên, không ngờ trên trấn nhỏ Xuân Dương này lại có loại cảnh sát lộng hành như vậy. Không nói được là đã động chân động tay ngay. Lúc đó trong người Trương Dương tức giận vô cùng, ở Nam Tích hắn bị cảnh sát bắn một nhát, giờ đây nhìn thấy cảnh sát đã không thuận mắt, nay lại gặp phải tên cảnh sát hỗn xược này, đây chẳng phải là tự đâm đầu tìm cái chết sao? Trương Dương muốn xuống xe, thì bị La Tuệ Ninh kéo tay lại, đừng gây chuyện. Bà hiểu tính cách của Trương Dương, ngăn hắn đừng xúc động. Lão tử đẩy cửa xe xuống, nhìn vết đập lõm trên xe. Mặt mếu máo nói, anh tại sao lại đập xe của tôi? Tôi có nói là không quay đầu xe đâu, anh phải đền tiền xe cho tôi. Lão tử bình thường mặc dù chẳng gây chuyện bao giờ, nhưng tính khí cũng rất cương quyết, thấy chiếc xe bị đập thành như vậy, trong lòng rất lo, cũng chẳng để ý đến sợ sệt nữa, xông đến nói lý với viên cảnh sát. Viên cảnh sát họ Cầu đó là đồn trưởng đồn cảnh sát địa phương Cầu Văn Thắng, mặc dù chức quan không lớn, nhưng ở địa phương cũng gọi là hô mây gọi gió. Người chết là cha của bí thư huyện ủy huyện Thu Văn Viên Quốc Phổ, vì thế tất cả các cán bộ ở huyện Thu Văn hầu như đều đến đưa tang. Theo phong tục địa phương, phải chôn vào lúc trạng vạng tối, vì thế mới có cảnh như bây giờ, để giữ trật tự, đại đội trưởng cảnh sát giao thông huyện Từ Văn hạ lệnh, khi đưa tang tất cả các loại xe cô đều bị cấm đi vào đường trấn Xuân Dương này, đây là vì nịnh nọt bí thư huyện ủy Viên Quốc Phổ. Cầu Văn Thắng là đồn trưởng đồn công an địa phương, phụ trách mở đường cho đội tang lễ. Điều này đối với gã là một vinh dự cũng là một trách nhiệm, thấy xảy ra sơ suất trên đường đi, gã đương nhiên không vui vẻ gì. Lời của lão tử như đổ thêm dầu vào lửa, ông ta nói vậy, làm cho tất cả mọi người dân đều vây lại, tắc cả đường, Cầu Văn Thắng cười lạnh lùng một tiếng, ông đã vi phạm luật lệ giao thông, làm rối loạn trật tự, tắc nghẽn an toàn công cộng, còng ông ta lại cho tôi. Hai viên cảnh sát bên cạnh ngay lập tức xông đến giữ chặt lấy người lão tử, vòng tay lão tử ra đằng sau. Một viên cảnh sát trong số đó còng tay lão tử lại. Lão tử hét lên, anh dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi phạm luật giao thông rồi à? Trong mắt các anh còn có cái gọi là pháp luật nữa không? Cầu Văn Thắng lạnh lùng cười đáp, ở Xuân Dương, lời của tôi là luật pháp. Mặc dù câu này gã nói không lớn, nhưng rất kiêu ngạo. La Tuệ Ninh cũng đã nghe thấy câu này, hai mắt bà hơi nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng nói, trong mắt không có kỳ cương phép nước gì hết, trước kia đây là tội phản đảng. Phải xử bắn. Khi nói câu này, bà bỏ tay Trương Dương ra. Trương Dương đẩy cánh cửa xe đi xuống. Cầu Văn Thắng chỉ vào mũi Trương Dương nói, quay đầu xe đi ra ngoài cho tôi. Trương Dương gật đầu, hắn không nói gì bước lên buồng lái, lùi xe lại phía sau, tất cả mọi người đứng xem liền vội lùi ra, thì thấy Trương Dương lái xe chắn giữa ngang đường, đoạn đường chỉ rộng hơn 6 mét, chiếc xe của hắn đã hơn 5 mét, phần lớn đường đã bị chặn lại, Trương Đại Quan quay đầu lại nhìn. Thì mẹ nuôi hắn là La Tuệ Ninh đã nhắm mắt lại như ngủ, điều này tương đương với ám thị với hắn rằng, giờ đây hắn có thể làm theo những gì hắn muốn, La Tuệ Ninh đầy lòng tin với thân thủ của con trai nuôi bà. Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống. Cầu Văn Thắng mắt long lên, trên địa bàn Xuân Dương, vẫn chưa có ai dám công khai thách thức uy quyền của gã như vậy. Cầu Văn Thắng tức giận nói, được lắm,
ở trong quốc gia xã hội chủ nghĩa mà lại dám có loại công khai đi ngược lại với luật pháp như anh, đến bắt anh ta lại cho tôi. Trương Dương đã bước lớn xông về phía họ, Cầu Văn Thắng không mang theo gậy công an, nhưng gậy đại tang thì lại mang theo người, gã giương cây gậy đại tang lên, xông về phía Trương Dương với một động tác đập bóng tiêu chuẩn. Trương đại quan nhún người bay lên trong không trung, tay trái hắn đang hồi phục, hôm nay ta không dùng tay trái, trong không trung hắn tung một cước vào ngang mặt trái của Cầu Văn Thắng, làm cho Cầu Văn Thắng đầu quay mấy lần, máu và mấy chiếc răng văng ra ngoài, chiếc gậy đại tang trên tay gã cũng rơi xuống đất, đập lên chân hắn, làm cho hắn kêu thất thanh ngồi sụp xuống mặt đất. Chân trái Trương Dương quay ngược lại đá vào viên cảnh sát đứng cạnh Cầu Văn Thắng nhất. Cảnh sát phụ trách mở đường đằng sau thấy tình hình bất lợi, toàn bộ đều đến giúp đỡ, vì hôm nay tham gia tang lễ của ông Viên, vì thế tất cả đều không mang theo súng, Trương Dương đá liền ba cước vào ba tên cảnh sát. Một viên cảnh sát béo cao giọng vung gậy cảnh sát xông đến, mũi chân Trương Dương khều chiếc gậy đại tang ở dưới đất lên, chiếc gậy đại tang văng ra thành hình tròn, đập vào sống mũi của viên cảnh sát, máu tươi văng ra, viên cảnh sát béo ngã rầm xuống đất như một cây chuối. Tất cả mọi người dân của Trấn Xuân Dương nào đã có ai từng thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đó vốn đã bất mãn với cảnh tượng rầm rộ đưa tang ngày hôm nay, bí thư huyện ủy Viên Quốc Phổ thì cũng chẳng phải là người bản địa của Xuân Dương, cha y cũng là thích môi trường của Xuân Dương mà đến đây dưỡng lão, ông Viên khi còn sống vì con trai là bí thư huyện ủy mà Dương Dương tự đắc, mọi người đều không thích ông ta, giờ đây ông ta mất lại tròn tại Xuân Dương, người bản địa đều cật lực phản đối, nhưng không dám nói ra miệng. Hôm nay thấy người đứng ra công khai đối phó lại với bí thư huyện ủy, mọi người đều thầm vui mừng, tất cả mọi người hiếu kỳ trong số đó đã kêu lên rồi. Trương Dương đến bên cạnh viên cảnh sát vừa còng lão từ khi nãy, khom lưng, lấy chiếc chìa khóa từ trên người gã, vẫy vẫy tay với lão từ bước đến, Trương Dương giúp gã mở còng, lão từ biết thân phận của Trương Dương, gã đi theo Trương Dương mấy ngày nay cũng đã thấy rất nhiều nhân vật lớn bên cạnh Trương Dương, gã cũng hiểu rằng hôm nay đám người đưa tang này đã gặp phải chuyện đen đủi. Trương Dương nói, vào trong xe ngồi đi, đừng để người khác làm kinh động đến mẹ nuôi tôi. Lão Từ gật đầu, rồi quay người đi. Động tĩnh ở phía trước đương nhiên đã gây sự chú ý của những người phía sau, bí thư huyện ủy Tu Văn Viên Quốc Phổ cũng biết rằng đằng trước đánh nhau, gã bảo người đến đó xem, Viên Quốc Phổ cũng biết rằng lễ truy điệu rầm rộ thế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nhưng thế cục không do gã nắm bắt, gã vốn chỉ muốn làm một lễ tang bình thường, nhưng đến cuối cùng, gần như tất cả cán bộ trong huyện Tu Văn đều đến cả. Vì vậy không thể nào thu hẹp quy mô của lễ tang được. Viên Quốc Phổ không thể ngờ được sẽ bị người chặn giữa đường đưa tang, gã bảo huyện trưởng Dương Hải Lượng đi xem tình hình, quan hệ giữa hai người họ đều khá tốt, điều trùng hợp là Dương Hải Lượng cũng là một trong những thành viên của tinh thần Tĩnh Hải lần này. Gã vội vàng đi qua đó xem, thì trên mặt đất đã nằm bò 7 viên cảnh sát, Trương đại quan tay cầm chiếc gậy đại tang, một châm dẫm lên ngực Cầu Văn Thắng, dường như muốn dùng chiếc gậy đập vào đầu Cầu Văn Thắng vậy. Dương Hải Lượng mặc dù chưa từng có thâm giao với Trương Dương, nhưng uy danh của Trương Dương gã cũng biết, thế nào gã cũng không ngờ được rằng Trương Dương sẽ đến Tu Văn gây chuyện, thấy Trương Dương, trong lòng Dương Hải Lượng chợt nổi da gà, gã vội vàng chạy ra, lớn tiếng nói, thị trưởng Trương, thị trưởng Trương, thị trưởng Trương, đừng ra tay, đều là người mình cả. Trương Dương cũng nhận ra Dương Hải Lượng, hắn không thân quan gì với Dương Hải Lượng, nhiều nhất cũng chỉ từng gật đầu mà thôi. Trương Dương hạ chiếc gậy đại tang xuống nói, người nhà. Người chết là cha anh à. Một câu nói làm cho Dương Hải Lượng đỏ mặt tía tai, Dương Hải Lượng lắc đầu, bạn học cũ à, hôm nay là lễ tang của bí thư huyện ủy viên của chúng tôi. Câu bạn cũ này mới thân thiết biết mấy, hai người chẳng qua chỉ cùng gặp nhau mấy lần trên lớp, nhưng chẳng có quan hệ gần gũi đến vậy. Trương đại quan khích bác, bí thư huyện ủy à, hèn chi làm long trọng như vậy, đưa tang mà cũng phải cấm đường à. Xe của tôi đã dừng ở bên đường rồi, mà đám cảnh sát này còn vung gậy đập xe của tôi, thật là uy phong, thật là khí thế. Dương Hải Lượng đáp, bạn học cũ à, đều là người mình cả, tất cả đều là hiểu lầm thôi, thôi thôi, thôi đi, coi như nể mặt tôi. Trương Dương cười lạnh lùng nói, người chết là cha anh thì tôi sẽ nể mặt anh, nhưng người ta họ Cầu kìa, người họ Cầu đã đập xe của tôi dựa vào đâu mà phải nể mặt hắn ta chứ? Dương Hải Lượng thấy tên này thật sự khó nhằn, nếu nói thêm nữa, thì chỉ sợ hắn sẽ trở mặt với cả mình, vội vàng quay người đến tìm Viên Quốc Phổ. Sau khi Dương Hải Lượng rời đi, đám cảnh sát đến sau cũng không dám động thủ nữa, tất cả mọi người đều nghe thấy Dương Hải Lượng gọi người thanh niên này là thị trưởng, trẻ như vậy mà đã là thị trưởng, thực lực của hắn nhất định hơn người,
hôm nay Viên Quốc Phổ chắc chắc gặp phải thứ khó nhằn rồi. Cầu Văn Thắng bị đánh đến độ lăn lộn trên đất kêu khóc không ngừng. Trương Dương một chân đạp lên ngực gã, hơi tăng thêm tí lực, Cầu Văn Thắng đều nghe thấy tiếng xương cốt của mình rắc rắc kêu, gần như tất cả đều bị gãy dập vậy, sợ đến độ mắt trắng bệch, thấp giọng cầu xin. Xin nương tay. Trương Dương chửi, đã nói rằng anh có mắt mà không có chồng, anh thật là có mắt mà không có chồng, mẹ kiếp, chân tay không phân phải không? Cầu Văn Thắng bị đạp đến độ không thở ra hơi. Viên Quốc Phổ sau khi nghe Dương Hải Lượng nói ra thân phận của Trương Dương, cũng ngạc nhiên, gã thấp giọng nói, Trương Dương. Đó là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống à? Chẳng phải là hắn ta đó sao? Dương Hải Lượng cười đau khổ nói, mấy ngày trước phụ bí thư pháp ủy thành phố Nam Tích là do anh ta đấy. Văn Quốc Phổ cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng, gã cảm thấy cơ thể gần như bị đông cứng lại, một hồi lâu sau, mới nói, sao hôm nay lại đến Tu Văn thế này? Dương Hải Lượng nói, tôi sao biết được, có điều người này khó nhằn lắm, bí thư Viên, vừa nãy mấy người cảnh sát mở đường không biết làm gì mà đắc tội với anh ta, giờ đây anh ta đẩy tội này sang cho anh rồi, sự việc này rất phiền phức. Viên Quốc Phổ lại nói, tôi đi, chưa chắc anh ta đã nể mặt tôi. Gã nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến một người, ân sư của gã là bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, người đứng đầu phải biết phân tích thế cục, Viên Quốc Phổ mặc dù chưa từng tiếp xúc với Trương Dương. Nhưng từ những tin gã có được từ Trương Dương, đã biết rằng người này không dễ đối phó, hơn nữa hôm nay gã đã vô lý trước rồi, nếu như giờ mà đi gặp Trương Dương, thì nhất định sẽ bị sỉ nhục. Lương Thiên Văn nhận được điện thoại của Viên Quốc Phổ là lúc y vừa về đến nhà, nghe thấy tiếng của Viên Quốc Phổ, y quan tâm nói, Quốc Phổ à, bên đó việc của cha cậu đã xong chưa? Bên này công việc của tôi bận quá, vì thế tôi đã nhờ người đem vòng hoa qua đó rồi, thật là ngại quá. Viên Quốc Phong đầu tiên ngỏ ý cảm ơn với sự quan tâm của lãnh đạo, sau đó nói, Bí thư Lương, tôi gặp phải chút phiền phức. Lương Thiên Chính hơi ngớ người, rồi thấp giọng nói, cậu nói đi. Viên Quốc Phổ ngay lập tức nói lại chuyện vừa rồi một lần nữa. Lương Thiên Chính nghe một lúc cảm thấy có gì đó không đúng, thật sự là Trương Dương khó nhằn, nhưng hắn chạy đến Tu Văn để làm gì. Trấn Xuân Dương, Lương Thiên Chính đột nhiên xáo động, y nhớ lại việc quê của La Tuệ Ninh ở Tu Văn. Chẳng lẽ là Tuệ Ninh đến rồi sao? Lương Thiên Chính thập giọng nói, trong xe còn ai nữa? Viên Quốc Phổ nói, còn một vị phụ nữ trung niên, tầm hơn 50 tuổi. Lương Thiên Chính gần như đã chứng thực được sự đoán định của mình, y chau mày, mắng, có mắt mà không chồng, mẹ nuôi của Trương Dương là phu nhân phó thủ tướng Văn, cậu có biết không? Viên Quốc Phổ nghe thấy câu này, mới nhớ lại quê phu nhân phó tổng thống Văn là ở Trấn Xuân Dương, cả người gần như đều nhũn ra. Gã lắp bắp nói, ông nói là. Lương Thiên Chính thở dài nói, dám để phu nhân Văn nhường đường cho cậu, mà còn dám đập xe, cậu có lá gan to như vậy từ bao giờ? Viên Quốc Phổ chỉ muốn đâm đầu vào quan tài chết cho xong, mẹ kiếp, đây là việc gì cơ chứ? Cha ơi là cha già mất rồi đừng có hại con chứ, đưa lễ tang cho cha, mà chẳng lẽ lại hại cả tiền đồ của thằng con này sao? Đám quan viên của Tu Văn này cũng đáng chết, ông đây đã nói biết bao lần là phải làm đơn giản. Mà các người đều nhất định phải làm rầm rộ lên, ai nấy đều thích bợ đỡ nịnh hót, giờ đây hai tầng cùng đập xuống, chết mất thôi. Lương Thiên Chính thấp giọng nói, cậu làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng đi, việc này tôi sẽ xử lý nghiêm khắc đấy. Nói xong Lương Thiên Chính cụp điện thoại. Viên Quốc Phổ nắm lấy chiếc điện thoại đờ ra ở đó, gã đã hiểu, Lương Thiên Chính nhất định sẽ phải lấy hắn ra để hỏi tội, ân sư. Ân sư cái con khỉ, đến lúc lâm nạn, thì đường ai nấy đi. Văn phu nhân là ai chứ? Lương Thiên Chính cũng không đắc tội nổi, Viên Quốc Phổ đứng như khúc gỗ ở đó, đến khi Dương Hải Lượng gọi gã, gã mới tỉnh lại. Dương Hải Lượng nói, Bí thư Viên, giờ làm thế nào? Viên Quốc Phổ nói, bảo đoàn người đưa tang dồn vào một bên, nhường đường cho người ta. Cái gì? Chỉ huy một đoàn người gần 1.000 người dựa vào bên đường không phải là một chuyện đơn giản, Viên Quốc Phổ đi ra ngoài. Trương Dương thấy vị bí thư huyện ủy Tu Văn này, không biết tên này đến để nói gì. Viên Quốc Phổ đến trước mặt Trương Dương, không nói gì cả, mà quỳ hẳn xuống. Tên này quỳ xuống làm cho tất cả mọi người đều ngớ người, ngay lập tức mọi người đều hiểu ra, hôm nay là ngày hiếu của bí thư Viên, theo lễ thường, bí thư Viên phải quỳ hành lễ trước mặt mỗi người khách đến viếng. Gã làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Trương Dương hiểu, Viên Quốc Phổ cũng hiểu, rất nhiều người cũng hiểu. Viên Quốc Phổ quỳ xuống không chỉ là vì ngày hôm nay là ngày hiếu, Trương Dương cũng chẳng phải đến viếng.
Trương Dương nói, bí thư Viên, không đến nỗi như thế này chứ. Hắn không thèm để ý đến ý của Viên Quốc Phổ, để kệ Viên Quốc Phổ quỳ ở đó. Viên Quốc Phổ mặt rất dày, dập đầu đủ ba cái, rồi mới đứng dậy, gã nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, không biết hôm nay anh đến, thật là xin lỗi. Viên Quốc Phổ cúi đầu, không dây được thì thế cũng chẳng được sao. Trương Dương không phải là loại người vô lý, người ta đã nể mặt hắn đến như vậy, hắn cũng chỉ còn giận một nửa, gật đầu nói, nghĩa tử là nghĩa tận, hôm nay sự việc để ở đây thôi. Hắn quay người đi vào trong xe. Lão Từ nói, họ bắt đầu nhường đường rồi. La Tuệ Ninh nhắm mắt nãy giờ đây mở mặt ra nói, Trương Dương, quay đầu xe, đi đến huyện thành Thu Văn ăn cơm đã. Trương Dương gật đầu, Lão Từ nói, nhưng xe. Trương Dương cười nói, bảo ông quay đầu thì ông cứ quay đi, xe cứ để tôi lo. Lão Từ quay đầu chiếc xe, rồi lái về khu Tu Văn. Viên Quốc Phổ nhìn chiếc xe đi xa, cảm xúc trên mặt trở nên vô cùng phức tạp, gã nói, Lão Dương, đẩy nhanh tiến trình lên, mau chóng chon, bảo sử thủ tín đi điều tra xem, chiếc xe ben đó đi đến đâu. Dương Hải Lượng gật đầu. Viên Quốc Phổ nói, còn nữa, không làm bữa tiệc cảm ơn tối nay nữa. Khi La Tuệ Ninh và Trương Dương ngồi xuống ăn cơm ở Lục Phúc Cư, bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính gọi điện thoại đến, y gọi điện cho Trương Dương, Lương Thiên Chính nói rất thân mật, Trương Dương, mẹ nuôi của cậu đến sao không thông báo cho tôi một tiếng. Trương Dương hơi ngớ người, trong lòng thấy lại sao y lại biết, nhưng nghĩ một lúc đã hiểu ngay, nhất định là vừa rồi đám cán bộ địa phương Tu Văn đó đoán được thân phận của La Tuệ Ninh, có người đã kịp thời báo cho Lương Thiên Chính. Trương Dương cười, chú Lương à. Chú nghe thông tin bên lề ở đâu thế? La Tuệ Ninh đang húp cháo ngẩng đầu dậy, điện thoại của Lương Thiên Chính. Đưa cho mẹ. Trương Dương đưa điện thoại cho La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh bình tĩnh nói, Thiên Chính, tìm tôi à? Lương Thiên Chính cung kính nói, chị à, sao chị đến Bình Hải không báo cho em một tiếng? La Tuệ Ninh mỉm cười nói, chú là người bận rộn, tôi đến đây để thăm người nhà thôi, không muốn làm phiền mọi người. Lương Thiên Chính nói, chị à. Không thể nói như vậy được, từ trước đến nay, Phó Thủ tướng Văn đều coi em như em trai ruột, em đã coi chúng ta như người nhà từ lâu rồi. Câu này đầy hàm nghĩa xích gần quan hệ. La Tuệ Ninh cười, Thiên Chính à, cậu lớn như này rồi, mà nói năng như đứa trẻ vậy, lần này tôi đến đây là để thăm người nhà, tôi thích yên tĩnh, có lẽ cậu cũng biết điều này. Lương Thiên Chính nói thêm mấy câu khách sáo, rồi lại bước vào chủ đề chính, chị à, em nghe nói vừa rồi chỉ có gặp chút chuyện không vui. Việc này chị yên tâm, nhất định em sẽ xử lý nghiêm khắc. La Tuệ Ninh cười nói, Thiên Chính à, tin của cậu thật là bắn nhanh đấy, chẳng có chuyện gì lớn đâu, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, giải thích rõ ràng là xong ấy mà. La Tuệ Ninh nói rất bình thường, mặc dù lúc xảy ra chuyện làm bà hơi tức giận, nhưng đã xong rồi thì thôi, bà cũng không muốn truy cứu làm gì nữa. Lương Thiên Chính nói, vậy không được, nhất định em sẽ xử lý nghiêm, đám quan viên địa phương này. Chủ nghĩa quan liêu nghiêm trọng lắm, trong mắt không có kỳ cương phép nước gì hết, em không thể để tiếp tục như vậy. La Tuệ Ninh nói, chú thích làm thế nào thì làm như thế, Thiên Chính, lần này tôi không đi thăm chú nữa, chú có thích thì đến Tu Văn, tôi gặp một chút rồi đi, tôi không thích bi làm phiền nhiều. Lương Thiên Chính gật đầu lia lịa. La Tuệ Ninh cụp điện thoại, đưa điện thoại trả lại cho Trương Dương, rồi nhẹ nhàng thở dài, thật là phiền phức. Trương Dương cười nói, trên thế giới này vốn chẳng ít việc phiền phức, sao thế ạ? Bí thư Lương muốn thanh lý cửa nhà rồi. La Tuệ Ninh nói, sinh lão bệnh tử là điều chẳng ai tránh được, cán bộ là nhân vật quần chúng, mà làm rầm rộ quá, người dân sẽ thấy thế nào? Trương Dương cũng đã từng trải qua sự việc tương tự, lúc đầu khi mẹ của Lý Trường Vũ mất đi, lễ đưa tang cũng làm khá to, Lý Trường Vũ vốn không muốn làm quá long trọng, nhưng phát triển của sự việc không bị y khống chế, Trương Dương nói. Giờ đây trong thể chế rất hay có trò nịnh hót, những quan viên cấp dưới hy vọng nhiều nhất là nhà cấp trên xảy ra chuyện, sinh lão bệnh tử đối với gia đình là bi kịch, nhưng đối với rất nhiều quan viên có dụng ý khác thì đó là một việc vui lớn, họ đã có một lý do hợp lý để tặng quà. La Tuệ Ninh nói, trên quan trường thật là nhiều điều xấu, những điều đó không mất đi khi tính chất của xã hội thay đổi, muốn thay đổi tất cả những điều này, chúng ta không thể làm trong một thời gian ngắn. Trương Dương nói, con chẳng thèm quản cái gì xấu tốt, dù sao thì con thấy chuyện bất bình chẳng tha. La Tuệ Ninh cười, bà nhìn thời gian cũng đã qua được một lúc, đứng dậy nói, đến chân Xuân Dương thôi. Thời gian chỉ mới qua hơn một tiếng đồng hồ, nhưng trên con đường đến chân Xuân Dương đã chẳng còn bóng người, đội ngũ đưa tang đã biến sạch bóng.
La Tuệ Ninh lắc đầu, trong lòng thầm thở dài, xem ra đến chân Thanh Dương này cũng chẳng được yên ổn, bà đã quyết định, sau khi thăm cô sẽ mau chóng rời khỏi Tu Văn. Cô của La Tuệ Ninh sống ở phía đông trấn Thanh Dương, tòa nhà này trước kia thuộc về nhà họ La, mặc dù trải qua cách mạng văn hóa, nhưng vẫn bảo tồn rất tốt, sau khi bà quay về nước sống, đã mua lại căn nhà này, rồi tìm người sửa sang, về cơ bản đã phục hồi được diện mạo của ngày trước. Người ở cùng với bà cụ chỉ có một bảo mẫu. La Tuệ Ninh đến làm cho bà cụ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, bà đích thân ra cửa đón, mặc dù bà La đã 72 tuổi, nhưng cơ thể của bà vẫn còn rất khỏe, mái tóc đen, mặc một bộ sườn xám màu cho, trông khí chất bất phàm. La Tuệ Ninh giới thiệu Trương Dương với cô, rồi cười nói, cô à, đây chính là con trai nuôi của cháu, Trương Dương. Trương Dương cung kính gọi, chào bà, khi gọi câu này, trên mặt Trương Đại Quan còn cảm thấy nóng, gọi như vậy sao hắn cảm thấy thật là ngại. Bà cụ rất thích Trương Dương, sau khi nắm lấy tay hắn nhìn, rồi mới nói, được lắm, nhân tài là đây. La Tuệ Ninh nói với Trương Dương, cô của mẹ rất có học vấn, năm đó bà là học sinh xuất sắc của trường nữ Giang Nam, là một tài nữ rất nổi tiếng. Bà cụ cười ha ha, già rồi, mấy chuyện đó đến ta còn chẳng nhớ nữa rồi, mau, vào trong ngồi đi. Bà cụ mời hai người vào trong phòng khách, những thứ đổ bày trong phòng vẫn còn mang đậm chất thời đại dân quốc. Rất nhiều đồ dùng truyền từ đời Thanh Minh, cả căn nhà đều rất cổ kính. Bảo mẫu đưa một ấm trà lên, bà cụ bảo bảo mẫu đi nấu cơm, La Tuệ Ninh ngay lập tức nói mình đã ăn cơm rồi. Bà la mắng, đến Tu Văn sao lại có thể ăn cơm ở ngoài cơ chứ? Chẳng lẽ vì ta già rồi, nên không muốn ăn bữa cơm cùng bà già này rồi hay sao? La Tuệ Ninh vội vàng nói, cô ơi, đâu phải vậy, lần này đến là để thăm cô, vốn cháu chuẩn bị ăn cơm ở đây. Nhưng vừa nãy tắc đường trong trấn, chúng cháu không vào được, nên chỉ đành ăn cơm ở ngoài. Bà La nói, vừa này hình như có người đưa chôn. Khi hai người nói chuyện, ánh mắt của Trương Dương bị thu hút bởi tấm biển ở chính đường, bên trên có chữ đề của Hoàng đế Đại Thanh viết, Thượng Thư, Thư Hương Môn Đệ. Bà La cười nói, tấm biển này không phải là của nhà La chúng ta, khi ta sửa lại căn nhà này, muốn thu thập một vài đồ cổ, vì thế đã mua lại nó, La gia chúng ta cũng là Thư Hương Môn Đế. La Tuệ Ninh cười. Trương Dương cười nói, bà thích sưu tầm. Bà La nói, thích sưu tầm chữ cổ và đồ cổ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một vài vật quý. La Tuệ Ninh nói, cô à, Trương Dương rất giỏi về thư pháp, cô có thể dẫn cậu ấy đi xem dùm cô. Bà cụ cũng rất khẳng khái, ngay lập tức đứng dậy nói, đi, đi với ta vào phòng sách. Mặc dù đồ sưu tầm của bà La không nhiều, nhưng những vật quý cũng không ít, thứ đắt tiền nhất là mấy đồ điêu khắc. Nhưng thứ bà cụ xem trọng nhất lại là mấy bức cổ họa thư pháp, sau khi Trương Dương đánh giá mấy bức này, hắn mở cổ họa ra, hắn cũng đã từng học dưới Đan Thanh, mặc dù vẽ không xuất sắc lắm, nhưng nhãn lực cũng hơn người. Hắn đánh giá đâu vào đấy, bà La cũng rất thích người trẻ tuổi này, khi Trương Dương mở một bức tranh trong số đó ra, hắn chợt giật mình, hai mắt lộ ra vẻ không thể ngờ nổi, trên bức tranh này, vẽ một hình người nhìn nghiêng, một tay vung kiếm một tay cầm chén, múa kiếm dưới ánh trăng, các động tác vẽ rất đẹp. Mặc dù vẻ mặt của người con trai đó chỉ vẽ bằng một vài nét, nhưng cũng đủ để toát lên vẻ nho nhã thanh lịch, Trương Dương chợt cảm thấy mắt mình nóng nóng, suýt nữa thì rơi nước mắt, hắn dù thế nào cũng không thể ngờ được. Bức tranh đời Tùy Xuân Tuyết Tinh vẽ cho hắn giờ đây vẫn lưu lại trong thế gian, hơn nữa lại rơi vào trong tay bà La, rồi lại được hắn nhìn thấy. Trương Dương cố gắng nén cảm xúc xúc động, thấp giọng nói, bức tranh này ở đâu ra vậy? Bà La nói, ta ngẫu nhiên mua được trong khi đi thăm chợ đồ cổ, họ nói là vẽ vào đời Tùy, người vẽ không phải là người nổi tiếng, nét vẽ cũng không thể bằng những đại sư, nhưng từ lời tựa, có thể thấy rằng đây là một vị tài nữ, người trong tranh có lẽ là tình lang của cô ấy, ta cảm thấy có ý nghĩa nên đã mua về. Nhìn bức tranh, Trương Đại Quan ngay lập tức biết bao cảm xúc tràn về, hắn quên cả việc mình đang nói chuyện với bà La. La Tuệ Ninh cũng cảm thấy sự khác thường của hắn, nhìn bức tranh. Rồi lại nhìn Trương Dương, nói một câu rất ngạc nhiên, Trương Dương, ta thấy người con trai trong bức tranh này hơi giống con đấy. Trương Dương thầm nói, không phải là giống, mà người này chính là hắn. Bà La cũng đối chiếu bức cổ họa, rồi gật đầu thật là giống. Trương Dương lúc này đã ổn định lại cảm xúc, hắn cười nói, giống ở đâu cơ chứ ạ? Con thấy chẳng có chút giống nào hết, làm sao hắn ta có thể đẹp trai được như con chứ mẹ? La Tuệ Ninh cười nói, thật là... Con đúng là chẳng biết học cách khiêm tốn gì cả. Bà La cũng cười, một người là người cổ đại,
một người là người hiện đại, so sánh thế nào được? Ánh mắt Trương Dương lại trở về trên bức cổ họa, hắn thấp giọng nói, nếu như anh ta thật sự xuất hiện trước mặt cháu, thì cháu muốn nhìn cho kỹ, rốt cuộc anh ta giống cháu ở điểm nào? Bà La cười thu bức họa về, rồi đưa cho Trương Dương, cháu đã thích bức tranh này như vậy, thì tặng cháu. Trương Dương ngớ người, ngay lập tức hắn cảm thấy rất mừng, một cảm giác phức tạp làm cho hắn không nói nên lời. Minh Nguyệt như sương, ánh trăng chiếu vào trong phòng qua cửa sổ, Trương Dương ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn bức tranh trên bàn đờ đẫn, tư duy của hắn bắt đầu ngược dòng thời gian quay lại 1000 năm trước. Xuân Tuyết Tinh hát múa nhẹ nhàng, tay áo là lướt, dáng người làm mê hồn người, hắn nằm nghiêng trên sạp, cổ áo hở ra, uống rượu không ngớt. Quá nhiều những việc không thể tin nổi xảy ra trên người hắn, còn hắn cũng từ thần y Trương Nhất Trâm trở thành Trương Dương bây giờ, hắn vẫn là hắn, nhưng thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng hát, điệu múa, lời lẽ cuối cùng cũng bị gió thổi đi. Trương Dương nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy trên mặt có hai dòng lệ nóng đang chảy xuống, bức họa này đã làm cho hắn nhớ lại những chuyện ngày xưa, và cũng đánh thức sự cổ độc sâu thẳm ẩn giấu trong lòng hắn. Sự buồn bã của Trương Đại Quan chỉ thoáng qua, vận mệnh rất công bằng với hắn, hắn sờ bức họa đó, dường như đang sờ vào da thịt của Xuân Tuyết Tinh, nhẹ nhàng nói, Tuyết Tinh, nếu như nàng có linh, biết được chuyện gì xảy ra trên người ta, thì thật kỳ diệu biết bao. Chương 423, hèn hạ. Bình thường có người hình dung tâm trạng buồn đau, nói rằng còn buồn hơn cả cha chết, mấy ngày trước Viên Quốc Phổ rất buồn, bởi lẽ cha đã mất, nhưng từ ngày hôm qua đụng phải việc của La Tuệ Ninh, tên này mới thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là buồn hơn cha chết. Dương Hải Lượng vốn không muốn đến, nhưng Viên Quốc Phổ kéo gã, lý do là vì gã là bạn học của Trương Dương, gặp mặt hắn dễ nói chuyện hơn, Dương Hải Lương hối hận hôm nay không trốn về Tĩnh Hải lên lớp, Viên Quốc Phổ không phải kéo gã đến góp mặt, mà rõ ràng là khi chết cố kéo người chết cùng mình. Nhưng Dương Hải Lượng nghĩ đi nghĩ lại, việc trước đó cũng chẳng phải coi là việc gì xấu, dù sao thì người làm lễ tang cũng là Viên Quốc Phổ, người gây ra chuyện cũng là gã, nói đến trách nhiệm, thì mình chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết. Bà cụ La vì thích yên tĩnh, nên bình thường trong nhà rất ít có khách đến thăm, bảo mẫu hỏi một hồi rất cảnh giác ở cửa, rồi mới chạy vào bẩm báo. La Tuệ Ninh vừa ăn sáng xong, đang cùng cô ngồi trong vườn tận hưởng ánh mặt trời buổi sáng, vừa có chút hứng khởi đã bị đám quan thần làm đứt đoạn, bà vốn không muốn gặp, nhưng lại sợ họ bám giết, bà đến đây là để thăm khác, nhưng cô bà lại ở đây lâu dài, người gây chuyện là mình nhưng người chịu làm phiền lại là bà, tất nhiên chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp hết. La Tuệ Ninh nói với bảo mẫu, bác Tần, bác gọi Trương Dương ra đây, bảo cậu ấy ra ứng phó. Khi nói chuyện, Trương Dương mặc chiếc áo và quần bò xanh nhạt, lộ ra một đôi giày thể thao màu trắng, cười nói, chào bà, chào mẹ nuôi. La Tuệ Ninh vẫy vẫy tay với hắn, bí thư và huyện trưởng Tu Văn đều đến đây rồi, con đi ra xem thế nào, rồi nói với họ, sự việc ngày hôm qua thôi đi, bảo họ về sau đừng đến đây làm phiền bà. Trương Dương cười nói, không vấn đề gì. La Tuệ Ninh lại nói, đừng có động tí là dở võ, đến đây cũng làm ra động tĩnh. Trương Dương cười nói, từ trước đến giờ con đều là người không phạm mình chẳng phạm người, nếu như họ không đánh con, thì con chẳng bao giờ dùng đến vũ lực. Lái xe Lão Tử cũng bước xuống, Trương Dương nói với gã, Lão Tử, đi cùng với tôi đòi tiền sửa xe cho anh. Lão Tử ừm một tiếng, rồi đi cùng Trương Dương ra cửa. Viên Quốc Phổ và Dương Hải Lượng thấy Trương Dương đi ra, vội vàng lên, Dương Hải Lượng cười nói, bạn học cũ, là tôi đây. Trương Dương cười hờ hờ một tiếng, trong nụ cười chẳng có mấy ý nghĩa thân thiết, đây không phải là vì Trương Dương coi thường người khác, mà là vì hắn đã hiểu rất rõ về động cơ đến đây của những người này. Dương Hải Lượng dày mặt bước đến, thấp giọng nói, bạn học cũ à, chúng tôi đến đây là để xin lỗi. Trương Dương cười nhạt, không cần phải vậy đâu, sự việc đã qua cả rồi, ai mà còn nhớ đến những việc không vui cơ chứ. Dương Hải Lượng giới thiệu Viên Quốc Phổ với Trương Dương, bạn cũ à, vị này là bí thư huyện ủy viên của chúng tôi. Viên Quốc Phổ vội vàng giơ tay ra, Trương Dương cười không bắt tay với gã, Viên Quốc Phổ cứng đờ tay ở đó, trước mặt bao người mà vậy thật là ngại. Dương Hải Lượng nói, hay là chúng ta vào đó nói chuyện. Trương Dương nói, thôi, người già không thích bị người khác quấy rầy. Viên Quốc Phổ nói, thị trưởng Trương, trà sớm của Bình Vân xã khá ngon. Chúng ta cùng đi uống trà đi. Trương Dương không ngờ đã nhận lời mời này của gã, Lão Tử cũng họ đến Bình Vân xã, quán trà nhỏ của trấn Thanh Dương này đã mở được mười mấy năm, người đến đây uống trà đều là người bản địa cả,
Khi họ đến, trong tiệm chẳng có mấy người, Viên Quốc Phổ vì cha gã định cư ở trấn Thanh Dương, vì thế rất quen thuộc với quán trà này. Sau khi họ đến, ông chủ quán trà trực tiếp mời họ đến nhã gian, cũng là một căn phòng duy nhất của quán trà này. Viên Quốc Phổ đợi Trương Dương ngồi xuống, rồi mới ngồi cùng, lái xe lão từ lần đầu tiên ngồi cùng với nhiều quan khách như vậy, trong lòng cảm thấy rất mới mẻ, lại cảm thấy rất hứng khởi. Sau khi trà và điểm tâm được đưa lên, Viên Quốc Phổ đích thân đứng dậy rót trà cho Trương Dương, sau đó đưa trà cung kính cho Trương Dương, hành động của gã làm cho Trương Dương cũng không khỏi ngạc nhiên. Viên Quốc Phổ không hề đơn giản, là người đứng đầu của Tu Văn, tối qua gã đã quỳ trước mặt biết bao người, dù sao thì cũng là bậc bề trên, giờ lại rót trà nhận tội với mình, loại người có thể làm ra những hành động này nhất định không phải là người bình thường. Trương Dương nhận lấy cốc trà gã đưa. Viên Quốc Phổ nói, thị trưởng Trương, sự việc tối qua thật là xin lỗi anh, tôi chính thức nói lời xin lỗi với anh. Trương Dương cười nhạt nói, bí thư Viên khách khí quá, cảnh sát của Tu Văn các anh rất lợi hại đấy chứ. Viên Quốc Phổ nói, tôi đã mệnh lệnh điều tra trách nhiệm của cảnh sát hôm qua rồi, mong thị trưởng Trương yên tâm. Trương Dương trong lòng thầm cười, tên này thật là quá coi thường lòng dạ của La Tuệ Ninh, hôm qua nếu như không phải Cầu Văn Thắng gây chuyện, thì trận xung đột này có thể được tránh đi. Trương Dương nói, sự việc qua rồi thì thôi, có điều người cảnh sát họ Cầu đó thật sự quá đỗi hống hách, quốc gia cho anh ta thân phận cảnh sát không phải là để anh ta lợi dụng đó thì uy. Viên Quốc Phổ vội vàng gật đầu. Gã cung kính nói, đã xử lý rồi. Lão Từ đi cùng với Trương Dương cũng cảm thấy mạnh dạn hơn rất nhiều, gã lớn tiếng nói, xe của tôi bị đập ra rồi phải làm thế nào? Dương Hải Lượng cười nói, lão sư phụ đừng tức giận, chiếc xe đó chúng tôi phụ trách sửa sang, tất cả phí sửa xe chúng tôi đều chịu hết. Trương Dương thì lại nói, lão Dương à, câu này của anh tôi không tán thành đâu, xe đã bị đập rồi, thật sự làm cho người ta thấy rất tức giận. Nhưng cũng không thể lấy tiền công ra mà để sửa xe chứ, tiền của nhà nước là do người dân nộp thuế mà có, sao có thể sử dụng đến tiền công cơ chứ? Dương Hải Lượng bị hắn nói đến độ đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói, bạn học cũ, anh đừng hiểu lầm, không phải tiền công, mà là việc sửa xe sẽ do người gây chuyện phụ trách, tiền sửa xe sẽ trừ vào tiền thưởng của họ. Trương Dương suýt nữa thì cười thành tiếng, một cái đập đó ít nhất phải sửa mất mấy nghìn, người họ Cầu đó một năm có thể kiếm được bao nhiêu? Lần này nhất định tiếc của chết mất. Viên Quốc Phổ uống một ngụm trà rồi nói, tối qua bí thư thị ủy Lương đã phê bình tôi rồi, nói rằng tôi làm việc quá trọng hình thức, tạo thành ảnh hưởng xấu trong xã hội, sẽ làm cho người dân sinh ra cách nhìn không tốt. Gã nhắc đến Lương Thiên Chính là vì để lộ ra quan hệ giữa Lương Thiên Chính và Trương Dương, hy vọng Trương Dương có thể nể mặt Lương Thiên Chính mà không truy cứu chuyện này nữa. Trương Dương nói, lòng hiếu thảo của bí thư Viên đáng được ngợi ca. Nhưng thật sự là đã không suy nghĩ thấu đáo trong lúc giải quyết chuyện này. Viên Quốc Phổ nói, thị trưởng Trương, thật ra làm lãnh đạo cũng đâu có dễ, tôi luôn tự bảo với mình phải thanh bạch, công chính liêm khiết, từ khi tôi lên chức đến nay, tôi luôn luôn yêu cầu mình một cách nghiêm khắc, nhưng có một số việc, không thể nằm trong quyền khống chế của tôi, nhưng chuyện của cha tôi chỉ muốn làm đơn giản, và cũng chỉ thông báo với một vài người bạn người thân, nhưng không ngờ hôm qua người nghe tin đến lại nhiều như vậy. Có lẽ là vì thân phận bí thư huyện ủy này của tôi. Những cán bộ hạ tầng đều muốn nhân cơ hội này để biểu hiện trước mặt tôi, người ta đã đến rồi, tôi không thể đuổi người ta đi được, còn về việc xe cảnh sát mở đường, thật sự không phải do sự sắp xếp của tôi, thậm chí tôi còn không biết về điều đó, nếu như tôi biết, thì tôi nhất định sẽ đứng ra phản đối ngăn chặn. Những lời này của gã phần lớn đều là lời nói thật lòng, nhưng cũng có lời nói dối, việc xe cảnh sát mở đường gã đã biết từ lâu rồi, có điều gã không phản đối. Dương Hải Lượng nói, cảnh sát mở đường là do tôi sắp xếp, vốn cũng không phải là để mở đường, vì thấy lúc đó người đến viếng quá đốc, vì thế bảo cảnh sát đến để giữ trật tự dùm tôi, đỡ ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của bà con, ai mà ngờ được họ càng giữ trật tự thì càng loạn lên, rồi còn gây rối thêm nữa. Trương Dương nói, thôi, sự việc đã qua rồi thì đừng nhắc đến nữa, chúng tôi dù sao cũng chỉ là người khác qua đường của Tu Văn mà thôi, sinh lão bệnh tử, con người ta có ai vượt qua được cái ngưỡng này. Bí thư Viên là con trai, thì tận hiếu cũng là điều nên làm, người gây chuyện cũng là đám cảnh sát đó, sự việc nói rõ ràng rồi thì thôi. Lúc này hắn tỏ ra khoan dung, chủ yếu là vì La Tuệ Ninh đã nói rằng không cần thiết phải truy cứu nhiều nữa, Trương Dương cũng không thể làm trái với lời của mẹ nuôi. Viên Quốc Phổ cũng không ngờ hôm nay lại dễ ăn nói với Trương Dương đến như vậy, trong lòng gã cũng thoải mái hơn rất nhiều, gã vốn chẳng có chút thù hằn gì với Trương Dương, vì gã cũng không dám hận. Thân phận của đối phương làm sao có thể so bì với gã được cơ chứ?
Dương Hải Lượng lại nói mấy câu khách sáo với Trương Dương, Trương Dương ậm ừ vài câu, rồi đứng dậy cáo từ, mấy người cùng đi xuống lầu, khi đi khỏi quán trà, Trương Dương không quên nhắc nhở họ, sự việc ngày hôm qua mọi người cứ coi như chưa xảy ra, bà La đã cao tuổi, thích cuộc sống một mình yên ổn, không thích người khác đến quấy rầy, ý của tôi có lẽ hai vị hiểu được. Viên Quốc Phổ và Dương Hải Lượng đồng thời gật đầu, người ta đang nói với họ rằng, không hy vọng họ đến làm quấy nhiễu sự yên tĩnh của bà La. Khi chia tay, Viên Quốc Phổ và Dương Hải Lượng còn cáo từ rất khách khí. Lão Tử đi cùng Trương Dương cảm thấy vô cùng tự hào, ông ta sống cả đời chưa từng được hãnh diện như thế này. Trương Dương thấy thái độ của Lão Tử phức tạp, còn tưởng ông ta lo về việc tiền sửa xe, cười an ủi, Lão Tử, sự việc chiếc xe ông không cần hỏi nhiều nữa, tôi sẽ nói với Hải Long. Lão Tử chân thành đáp, cảm ơn thị trưởng Trương. Hai người đi đến trước nhà ở của bà La, phát hiện một người đứng thập thò đằng trước chiếc xe công vụ Ben, Lão Tử giờ đây rất mạnh dạn, hét lớn, ai đó. Người đó giật nảy mình, quay người muốn chạy, nhưng chiếc túi da trong tay rơi xuống đất, khi gã vội vàng cúi người nhặt chiếc túi, thì Trương Dương và Lão Tử đã đến trước mặt gã, hóa ra người này là đồn trưởng đồn công an trấn Thanh Dương Cầu Văn Thắng. Cầu Văn Thắng mặt mày sưng húp, đeo kính đen, trên mũi còn dán một miếng ơ gâu, trông cực kỳ tội nghiệp, thấy Trương Dương và Lão Tử đến trước mặt, gã biết mình không thể trốn được nữa, mở miệng ra cười, lộ ra chiếc răng bị Trương Dương đánh gãy. Nói thật nụ cười này còn xấu hơn cả khóc. Lão Tử tức giận nói, anh lại muốn làm trò gì nữa? Muốn rạch xe tôi ra à? Ông ta lo lắng cho chiếc xe, vội vàng đi kiểm tra thân xe. Cầu Văn Thắng xua xua tay nói, hai người đừng hiểu lầm, tôi đến là để bồi thường thiệt hại cho chiếc xe. Trương Dương cười đầy khích bác, sao hôm nay lại mở mang đầu óc như vậy? Cầu Văn Thắng đáp, thị trưởng Trương, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong anh rộng lượng. Đừng chấp nhặt với tôi vừa tìm người đến đây xem rồi, sửa chiếc xe này có lẽ cũng phải hơn 2.000 tệ, tôi mang đến đây 3.000, nếu như không đủ, thì tôi bù vào thêm. Gã vội vàng đưa chiếc túi ra qua cho Trương Dương. Trương Dương chẳng thèm chớp mắt, quay người bỏ đi, nói với Lão Tử, ông giữ lấy đi. Lão Tử chẳng thèm khách khí với gã, nhận lấy chiếc túi ra. Cầu Văn Thắng không quên xin lỗi, từ sư phụ, cảm ơn, cảm ơn. La Tuệ Ninh vốn muốn ở lại tu văn mấy ngày, nhưng lại bị đám quan sử ở đây làm nhiễu loạn, nên chỉ ở lại một ngày đã quyết định rời đi. Trương Dương đề nghị bà đi Tĩnh Hải để đỡ buồn, La Tuệ Ninh đồng ý. Giai đoạn này tâm trạng của La Tuệ Ninh không được tốt, con gái Văn Linh vẫn đang bất tỉnh nhân sự, con trai Văn Hạo Nam mặc dù đã về nhà sau sự khuyên bảo của Trương Dương, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với cha và mẹ. Trương Dương nhận thấy La Tuệ Ninh không vui, mỉm cười nói, mẹ nuôi, mẹ sao thế? Vẫn đang giận vì chuyện của tu văn sao? La Tuệ Ninh cười nói, thằng con trai này, mẹ giống người nhỏ nhen như vậy sao? Trương Dương nói, Hạo Nam gần đây thế nào rồi ạ? La Tuệ Ninh nói, tốt hơn nhiều rồi, ngoài mặt đã hồi phục như trước, thậm chí còn nỗ lực làm việc hơn trước, theo phản ánh của lãnh đạo nó còn xuất sắc hơn trước. Vậy thì mẹ còn lo lắng điều gì vậy? Khi Trương Dương hỏi ra câu này hắn đã đoán được điều La Tuệ Ninh lo lắng là gì, bà lo lắng nhất vẫn là tình cảm của Văn Hạo Nam đi về đâu. La Tuệ Ninh nói, tháng 10 Tần Manh Manh có quay về không? Trương Dương lắc đầu, không biết nữa, Yên Nhiên không nhắc đến chuyện đó mẹ ạ. La Tuệ Ninh thở dài, rồi ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Trương Dương nói, lần trước con đi Kinh Thành đã nói chuyện với Hạo Nam, con cảm thấy anh ấy vẫn là một người hết sức cởi mở. La Tuệ Ninh nói, có lẽ vậy, có điều về mặt tình cảm nó quyết không phải là người kiên quyết như con. Mẹ nuôi à, mẹ đang mắng con đấy ư. La Tuệ Ninh cười nói, mắng con làm gì cơ chứ? Ta nhìn thấy bao nhiêu cô nương xinh như hoa như ngọc đầy xung quanh con, mẹ thật là thấy tiếng cho người ta, những người con gái tốt như vậy sao lại thích một đứa con trai nhí nhố như con cơ chứ? Trương Dương cười nói, mẹ nuôi à, ít nhất con cũng là một cán bộ nhà nước đấy chứ, mẹ đừng có nói linh tinh. Ảnh hưởng đến hình tượng cán bộ của con. La Tuệ Ninh nói, quan là đầy tớ của dân, còn cần hình tượng gì nữa? Trương Dương nói, lịch sử quan trường Trương Dương đã có mấy nghìn năm, tư tưởng chủ nghĩa đặc quyền đã ăn sâu vào lòng người rồi, người làm quan ngoài miệng thì nói là đầy tớ của nhân dân, nhưng thực chất có mấy người thực sự coi mình là đầy tớ cơ chứ? Nhân dân cũng rất thận trọng cẩn thận từng tí một với quan, ai cũng xem quan cao hơn mình một cái đầu, chỉ cần quan phóng hỏa không cho phép nhân dân đốt đèn. Đời nào chiều nào mà không có chuyện như vậy cơ chứ?
La Tuệ Ninh cười nói, không ngờ con lại nhìn vấn đề thấu đáo như vậy. Trương Dương nói, con còn phát hiện ra, người làm quan càng lớn thì càng không sĩ diện, còn những viên quan chức nhỏ bằng cái hạt vừng thì lại hay ra điều ta đây lắm. La Tuệ Ninh nói, trước đó thì ta và cha nuôi con đi ra thăm nước ngoài, thường xuyên nhìn thấy bên nước ngoài có một vài lãnh đạo, sau khi về hưu ngay lập tức quay về cuộc sống dân thường, hòa vào làm một với người dân xung quanh, rất vui vẻ, không hề nhận ra thân phận trước kia của họ, cuộc sống nghỉ hưu như vậy thật là làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Trương Dương nói, con cũng đã từng xem nhiều bài báo với nội dung tương tự vậy, người nước ngoài xem ra họ cứ bỗ bã, nhưng bỗ bã cũng có cái hay của họ, hôm nay anh là tổng thống, nhưng ngày mai anh là dân thường, họ như vậy nhưng cũng chẳng thất vọng quá nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Tuệ Ninh cười nói, thật ra dù là ở quốc gia nào, dân tộc nào đều có những người làm quan hích quyền lực. Trương Dương nói, nhưng chẳng có nhà nước nào lại nhiều loại đó như Trung Quốc cả. La Tuệ Ninh nói, con đừng quên, Trung Quốc của chúng ta là nước có dân số đông nhất thế giới, vì thế tỷ lệ quan lại cũng nhiều hơn so với các nước khác trên thế giới. Trương Dương tiếp lời, và tham ô hối lộ, vi phạm quy tắc cũng nhiều hơn so với các nước khác. La Tuệ Ninh nói, làm người phải biết nhìn vào mặt tốt, nhận ra mặt tốt của đại đa số quan viên chúng ta mới là tốt. Trương Dương nói, mẹ à, có lẽ mẹ tiếp xúc với nhiều quan tốt, còn đám tham ô hối lộ, vi phạm pháp luật đều bị con gặp cả rồi. La Tuệ Ninh cười, thằng bé này, nói thế nào con cũng nói được. Trương Dương sắp xếp cho La Tuệ Ninh vào ở khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên mới xây ở Tĩnh Hải, đây là khách sạn cao cấp nhất ở Tĩnh Hải. Sau khi La Tuệ Ninh đến khách sạn, cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ sớm, Trương Dương cũng sắp xếp phòng cho lão tử ở Hải Dương Hoa Viên, bảo ông ta chăm sóc cho La Tuệ Ninh. Nói ra thì cũng thật là trùng hợp, hắn vừa sắp xếp xong mấy chuyện này, thì Phó Thị trưởng thành phố Tĩnh Hải là Vương Quảng Chính đã gọi điện đến. Vương Quảng Chính thông báo với hắn rằng hôm nay Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên muốn đến đây thị sát, hỏi hắn có thể đến được không, Trương Dương đồng ý sẽ qua đó xem. Vừa đặt điện thoại không lâu, thì Tần Thanh gọi điện đến, cũng là vì chuyện này, Trương Dương cười nói tin tức mình vừa đến Tĩnh Hải nói với cô ấy. Tần Thanh vui mừng, em cũng đang ở Tĩnh Hải, anh đang ở đâu? Khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên. 15 phút sau, Tần Thanh đã xuất hiện trong đại đường của khách sạn, Trương Dương cười bước ra. Tên này giờ đây đã hoàn toàn hồi phục, vừa dùng kéo tự cắt chỉ trên đầu mình, bước đi rất oai vệ. Tần Thanh mặc bộ váy dài màu trắng, trông giống một đóa hoa sen, cực kỳ xinh đẹp. Trương Đại Quan nhìn những phần da thịt trắng ngần của Phó Thị trưởng Tần mà nuốt nước bọt, thấp giọng nói chỉ muốn ăn em thôi. Tần Thanh nói, đừng có nói vậy, đang ở nơi công cộng, chú ý đến hình tượng cán bộ của anh đấy. Trương Dương nói, hôm nay em đến đây cũng là vì chuyện của Khổng Nguyên à. Tần Thanh gật đầu nói, Bộ trưởng Tổ chức tỉnh đến đây thị sát, dù thế nào em cũng phải đến để tham dự, để lại cho lãnh đạo cấp trên ấn tượng tốt. Trương Dương cười nói, thị trưởng Tần cũng thật là trần tục. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào hai bên đường của khách sạn, hai bên đường đều là những bể cá lớn, bên trong có rất nhiều loại sinh vật biển đang bơi lội. Tần Thanh lần đầu tiên đến đây, vô cùng thích thú, không ngờ ở đây lại trang trí đẹp đến vậy. Trương Dương nói, ở đây mỗi nơi lại có một đặc điểm khác nhau, thiết bị ở đây rất hiện đại, và các đồ dùng cũng hoàn mỹ. Tần Thanh nói, mấy năm gần đây Tĩnh Hải phát triển khá tốt, khá xuất sắc về mặt du lịch. Trương Dương nói, vẫn phải nói câu trước đây, dựa vào núi thì ăn núi, dựa vào nước thì ăn nước, nếu so với Tĩnh Hải, thì Xuân Dương vẫn chưa ăn được hết núi Thanh Đài. Tần Thanh nói, tài nguyên núi Thanh Đài không tồi, nếu như có thể phát triển thuận lợi, thì nhất định sẽ trở thành điểm nóng du lịch của Bình Hải thậm chí là của cả nước. Trương Dương nói, đáng tiếc em ở Xuân Dương quá ít thời gian. Tần Thanh cười nói, em ở Xuân Dương chẳng làm được thành tích gì hết, giờ đây nghĩ lại thật là cảm thấy đáng tiếc. Trương Dương nói, không có Xuân Dương, thì làm sao có được chúng ta, anh thật nhớ những ngày tháng ở Xuân Dương. Hai người bước vào thang máy, ánh mắt như lửa đốt của Trương Dương làm cho Tần Thanh đỏ mặt, nhẹ nhàng mắng, nhìn gì mà nhìn. Có phải chưa từng gặp bao giờ đâu mà nhìn ghê thế? Trương Dương nhẹ nhàng, có nhìn thế nào cũng chẳng đủ, có ăn thế nào cũng chẳng ngán. Mặt Tần Thanh chợt đỏ, Tần Thanh mắng, anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, biết em dễ bị anh lừa. Trương Dương thò tay ra vỗ vỗ vào bờ mông đầy đặn của Tần Thanh, nhẹ nhàng, sợ bị anh lừa sao? Tần Thanh thở dài nói, đã lên thuyền giặc rồi, thì sợ có tác dụng gì?
Trương Dương đính chính lại, là giường giặc chứ không phải là thuyền giặc. Cút, phó thị trưởng Tần vốn nho nhã giờ đây cũng phải thô bạo. La Tuệ Ninh chợp mắt một lúc là đã tỉnh lại, nghe nói Tần Thanh đến thăm, bà rất vui mừng ra đón Tần Thanh, nắm lấy tay của Tần Thanh dắt vào trong, mỉm cười nói Tần Thanh ngày càng đẹp ra đấy nhé. Tần Thanh được bà khen đến nỗi ngại ngần, nói, văn phu nhân mới là ngày càng trẻ ra. Trước mặt La Tuệ Ninh, Tần Thanh có một cảm giác như bị nhìn thấu suốt vậy, tình cảm giữa cô và Trương Dương đã bị La Tuệ Ninh biết từ lúc trị bệnh cho Văn Linh. Với trí tuệ của La Tuệ Ninh đương nhiên sẽ không phá vỡ quan hệ này của hai người, nhưng La Tuệ Ninh cảm thấy rất chán nản với hành động đi đến đâu là để lại tình cảm đến đây của đứa con trai nuôi của bà. Nếu nói thật, thì La Tuệ Ninh không tán thành với cách làm này của Trương Dương, nhưng bà cũng không muốn đi ảnh hưởng làm thay đổi Trương Dương, vì thế thái độ bây giờ là kệ nó phát triển. Những cô gái bên cạnh Trương Dương, bà cũng đã tiếp xúc với nhiều người, tất cả đều là những cô gái tài sắc vẹn toàn cả. La Tuệ Ninh có lúc còn liên tưởng đến con trai Minh, tại sao một đám con gái xuất chúng như thế lại mê muội Trương Dương cơ chứ? La Tuệ Ninh cười nói, ra rồi, có giữ gìn đến mấy, thì giờ vẫn là một bà lão mà thôi. Trương Dương bê một bình trà lên, mẹ à, dù mẹ có là bà lão thì cũng là một bà lão xinh đẹp nhất thế giới. La Tuệ Ninh cười khanh khách, chỉ Trương Dương nói, đã là bà lão thì còn nói gì đến chuyện xinh đẹp nữa. Tiểu tử nhà con chỉ nói chuyện linh tinh. Trương Dương rót một tách trà đưa cho La Tuệ Ninh, Tần Thanh nhận lấy ấm trà, rồi rót cho Trương Dương và mình. La Tuệ Ninh nói, Tần Thanh, gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ? Tần Thanh gật đầu nói, vẫn khá tốt, mấy vị lãnh đạo rất quan tâm đến tôi. La Tuệ Ninh nói, một cô gái chưa chồng đảm nhận chức vụ phó thị trưởng, những trách nhiệm trên vai còn nặng hơn đàn ông nhiều, cần phải nỗ lực nhiều hơn, và chịu khổ nhiều hơn. Tần Thanh nói, làm việc trong thể chế bao nhiêu năm nay, cũng đã thích ứng với những công việc như thế này rồi. La Tuệ Ninh nói với Trương Dương, về sau con phải học tập Tần Thanh nhiều đấy. Trương Dương nói, học tập gì cơ ạ? Cô ấy là phó thị trưởng, con cũng là phó thị trưởng, giờ đây con làm cái chức phó thị trưởng này cũng tốt đấy chứ, chị Thanh, chị nói xem có đúng không? Tần Thanh thầm chửi tên này vô sỉ, trước mặt tiền bối mà dám dùng những lời lẽ như thế này để trêu chọc cô ấy, nhưng cô lại gật đầu nói, làm được lắm. Khi nói câu này, tim cô đập thình thịch. La Tuệ Ninh đương nhiên không biết đôi nam nữ này đang thông qua phương thức này để nói ý với nhau, bà cười nói, vậy thì làm cho tử tế vào, làm cho chăm chỉ vào. Trương Đại Quan mặt dày và vô sỉ đến cực điểm, cuộc sống là chiến đấu không ngừng nghỉ, con sẽ làm tốt phó thị trưởng. Tần Thanh chỉ muốn nhảy lên béo tai hắn, tên khốn vô sỉ này. La Tuệ Ninh nói, cũng không thể làm phó thị trưởng, con đường về sau của con còn dài, còn có cơ hội làm thị trưởng, làm tỉnh trưởng, bộ trưởng. Trương Đại Quan cười hì hì nhìn Tần Thanh, chị Thanh à, chị cảm thấy tôi có cơ hội không? Trong đầu hắn nghĩ là, Tần Thanh làm đến thị trưởng, thì hắn sẽ chơi được thị trưởng, Tần Thanh làm đến tỉnh trưởng, hắn sẽ chơi được tỉnh trưởng. Tần Thanh biết rất rõ tên này cố ý nói vậy, nhưng cũng giả bộ không có chuyện gì xảy ra, gật đầu nói, vậy thì còn phải xem về sau anh làm việc có chăm chỉ không rồi, với năng khiếu của anh, thì không gian thăng cấp về sau rất rộng lớn. La Tuệ Ninh nói, thế giới về sau cần phải dựa vào đám thanh niên như các con rồi. Buổi chiều ngày hôm đó, Trương Dương và Tần Thanh đến sở chiêu đãi số 1, bộ trưởng tổ chức tỉnh mới lên là Khổng Nguyên buổi chiều đến thị sát, họ không thể không đến dự. Bộ trưởng tổ chức đảm nhận công tác cán bộ, liên quan đến việc thăng cấp và điều chỉnh của nhiều cán bộ Bình Hải như vậy, bất cứ ai cũng đều xem trọng lần gặp mặt này với bộ trưởng Khổng, tất cả thành viên đã đến đầy đủ, đây là lần đầu tiên có mặt đầy đủ như thế này. Buổi chiều, Bộ trưởng Tổ chức Khổng Nguyên đã đến, trước kia Khổng Nguyên từng đảm nhận nhiệm vụ trong Trung tổ bộ Bộ Tổ chức Trung ương cán bộ trong địa phận Bình Hải không quen nhiều với y, người đó 52 tuổi, dáng người không cao, hơi có dáng phú ông, trông rất hòa khí, đến đây với sự đồng hành của Bí thư Thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên, Phó Thị trưởng Thường vụ Thường Lăng Không, một vi quan như vậy đến đây, không ai có thể chậm trễ. Thực ra Khổng Nguyên đã đến Nam Tích từ sớm, sau khi ăn cơm trưa ở Nam Tích. Y mới cùng với họ đến Tĩnh Hải. Khổng Nguyên giảng cho mọi người tầm nửa tiếng đồng hồ trên bục, trình độ thuyết trình của y rất cao, ăn nói đâu ra đấy, tiếng vỗ tay ảo ạt. Đáp ứng nguyện vọng của tất cả học viên, Bí thư Thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên cũng nói mấy câu, tiếp sau đó là đến hội tọa đàm. Trước khi bắt đầu hội tọa đàm, Khổng Nguyên bắt tay rất thân thiết với các vị học viên. Khi y đến trước mặt Trương Dương, không đợi Phó Thị trưởng thành phố Tĩnh Hải giới thiệu,
Khổng Nguyên đã thân mật cười nói, cậu là Trương Dương đúng không? Trương Dương nghe y mở miệng là nói đúng tên mình, cũng cảm thấy rất đắc ý, dù sao người ta cũng là bộ trưởng tổ chức tỉnh, cán bộ lớn như vậy mà cũng biết đến hắn, chứng tỏ rằng hắn khá nổi tiếng ở Bình Hải. Trương Dương thò tay ra bắt tay với Khổng Nguyên, cung kính nói, chào bộ trưởng Khổng, tôi là Trương Dương. Khổng Nguyên cười hà hà nói, tôi đã nghe về cậu từ lâu, cậu là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống, rất có năng lực, trẻ tuổi tài cao, trẻ tuổi tài cao. Trương Dương nói, bộ trưởng Khổng nếu đã cảm thấy tôi tuổi trẻ tài cao thì về sau để bà tôi nhiều vào nhé. Người dám đòi chức quan trắng trợn như vậy chỉ có một mình Trương Dương. Tất cả các học viên xung quanh cười ồ lên, Khổng Nguyên cũng cười rất vui, được, trách nhiệm của tôi là bồi dưỡng những cán bộ trẻ tuổi có năng lực trong tỉnh, tôi sẽ ưu tiên suy nghĩ về cậu trước. Cảm ơn bộ trưởng Khổng, Trương Dương cũng biết câu này của Khổng Nguyên không đáng tin, nhưng vẫn phải cảm ơn. Khổng Nguyên tiếp tục đi xuống dưới, Vương Quảng Chính phụ trách giới thiệu từng người với y, khi đến trước mặt Tần Thanh, Khổng Nguyên cười rất thân thiện, nói, người này cũng không cần phải giới thiệu nữa, tôi biết, Tần Thanh, vị thị trưởng xinh đẹp của tỉnh Bình Hải chúng ta. Tần Thanh cười nói, chào bộ trưởng Khổng, tôi là phó thị trưởng thành phố Lam Sơn Tần Thanh. Khổng Nguyên giơ tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Thanh, quay người nói với Từ Quang Nhiên, đồng chí Tần Thanh rất có năng lực, mặc dù tôi vừa đến Bình Hải, nhưng đã nghe được không ít những sự tích về cô ấy, sự phát triển thịnh vượng của khu khai phá Lam Sơn có đóng góp công sức không nhỏ của tiểu Tần, Bình Hải chúng ta cần phải có những cán bộ như thế này. Tần Thanh khiêm tốn đáp lời. Khu khai phá Lam Sơn là kết quả của sự nỗ lực của toàn bộ lãnh đạo thành phố, tôi chỉ là một người trong số đó mà thôi. Khổng Nguyên nhìn Tần Thanh nói, đồng chí này thật tốt biết mấy, đã có thành tích rồi mà không hề kiêu ngạo, sự khiêm tốn như thế này đáng để chúng ta học tập, cũng là điều đang thiếu trong rất nhiều cán bộ trẻ tuổi của chúng ta hiện nay. Tất cả các cán bộ xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Trương Dương lại phát hiện ra một điều. Vị bộ trưởng tổ chức này nắm tay Tần Thanh đến giờ vẫn chưa buông ra, y này có ý gì cơ chứ? Tay của người phụ nữ của tôi, là thứ để ông nắm tùy tiện được sao? Trong lòng Trương Đại Quan cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa ngày càng khó chịu, mẹ kiếp, đây chẳng phải là cố ý hay sao? Tần Thanh là người trong cuộc, cô đương nhiên ý thức được việc hình như vị bộ trưởng Khổng này nhiệt tình quá mức, cô nhẹ nhàng rút tay ra ngoài, nhưng không rút ra được, Khổng Nguyên nắm rất chặt. Chương 424, chân trần không sợ đi dép. Khổng Nguyên nhận thấy cô nhắc nhở như vậy, mới ý thức được mình hơi quá, cười lắc lắc tay Tần Thanh, rồi mới bỏ ra. Từ Quang Nhiên cũng nhận ra điều đó, vị bộ trưởng Khổng này rõ ràng hơi thích Tần Thanh. Phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính nhìn sang Trương Dương, gã nhìn sang Trương Dương là có nguyên nhân, lần trước vì việc gã và Vinh Trường Chí buôn chuyện về quan hệ của Trương Dương và Tần Thanh, nên đã bị hắn làm cho chết đi sống lại. Suýt nữa mất cả mạng, giờ đây vị Khổng Nguyên này lai nắm tay Tần Thanh suốt một lúc lâu như vậy, Trương Dương không biết đang nghĩ gì. Trương Dương giờ đây thái độ cũng được coi là bình thường, thái độ trên mặt rất lãnh đạm, đang nói chuyện với bạn bên cạnh. Khi bước vào hội tọa đàm, Khổng Nguyên gọi Tần Thanh đến ngồi bên cạnh y, sự yêu quý đối với Tần Thanh đã rất rõ ràng. Khi Tần Thanh đứng dậy vào nhà vệ sinh, Trương Dương cũng đi theo, đến ngoài hành lang, Tần Thanh nhìn sang hắn. Thì thấy mặt Trương Dương nhăn nhó, Tần Thanh cười nói, sao thế, mặt xanh lét cả rồi à? Trương Đại Quan nói, mặt xanh còn hơi đầu xanh. Tần Thanh mắng, anh nói linh tinh gì thế? Trương Dương nói, con rùa già đó thật chẳng ra cái thá gì, em xem cái bộ dạng dê già của lão ta. Tần Thanh nhìn xung quanh, thấp giọng nói, anh đừng nói linh tinh, người ta là bộ trưởng tổ chức, đắc tội với ông ta, anh không có quả ngon lành mà ăn đâu. Trương Dương nói, anh sợ ông ta à? Mẹ kiếp loại gì chứ, nắm tay em không bỏ ra, giống như gặp được mẹ ruột vậy. Tần Thanh cười nói, em không có đứa con trai nào già đến thế đâu. Rồi cô thấp giọng, anh ghen à? Trương Đại Quan nghiến răng nói, ghen á, ông ta mà đáng để anh ghen. Tần Thanh nói, được rồi, đừng tức nữa, chúng ta không chấp với ông ấy. Thế gian này thật không hề thiếu sự tồn tại của những con người kinh tởm, dù là địa vị cao hay thấp, quan to hay nhỏ. Buổi tối hôm đó Khổng Nguyên ở lại tham gia ăn tối, khi ăn tối, y còn gọi Tần Thanh đến ngồi bên cạnh, mặc dù Tần Thanh không tự nguyện, nhưng nghĩ lại đây là nơi công cộng, Khổng Nguyên cũng không đến nỗi làm hành động gì quá đáng, nên đã đồng ý. Trương Đại Quan ngày càng khó chịu, thấy Khổng Nguyên thỉnh thoảng lại mời rượu Tần Thanh, trên mặt là nụ cười dê già, Trương Dương thầm mắng, loại người này cũng có thể bò lên địa vị cao như vậy,
Trên quan trường loại người gì cũng có, hắn không ngồi đấy được nữa, đứng dậy. Tần Thanh luôn để ý đến nhất cử nhất động của Trương Dương giờ thót tim, cô sợ Trương Dương không chịu được sẽ đánh Khổng Nguyên một trận, đến lúc đó thì không còn khống chế được tình hình nữa. May mà Trương Dương không đi về phía bên này, mà là đi ra ngoài phòng ăn, Trương Đại Quan giờ đây tu vi ngày càng thâm hậu, đánh người là loại hành động của kẻ lỗ mãng, không thể sử dụng phương pháp đầy bạo lực như vậy được, giải quyết vấn đề cần phải nhận định rõ đối tượng, cần phải dùng biện pháp thích hợp để đối phó với từng việc cụ thể. Trương Dương hít thở bầu không khí trong lành, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, uống hết chai coca mang ra ngoài, rồi vứt vào trong thùng rác đằng trước mắt, có lẽ vì tức giận, nên ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của hắn, chiếc chai đập vào thành thùng rác rồi bật ra ngoài, rơi lên nền đất. Người phụ nữ trung niên đi thu nhặt rác nhanh nhẹn nhặt chiếc chai lên, rồi trừng mắt với Trương Dương, này chàng trai, cậu không thể bước gần đến được à? Cậu làm ăn kiểu gì thế? Trương Dương hôm nay rất khó chịu. Ngay cả người nhặt rác cũng dám đứng ra đối đầu với hắn, hắn hơi tức giận nói, tôi cứ làm ăn kiểu thế đấy, chẳng đến lượt bà quản tôi. Người phụ nữ trung niên khom lưng nói, đừng nghĩ rằng làm cái chức quan nhỏ là đã chẳng coi ai ra gì, người tôi ghét nhất là mấy người làm quan như cậu, nếu không phải là các người ăn tiền công, ăn đút lót tham ô vô độ, thì làm sao có nhiều người bị nghỉ việc đến vậy được. Trương Dương vừa nghe đã thấy hãi, chắc chắn đây là một người bất bình với xã hội. Hắn có thể dây được với tất cả mọi người, nhưng lại không dám gây sự với những người như thế này, vội vàng nói chị à, xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ trung niên rõ ràng là một nhân vật lợi hại, lại mắng mấy câu nữa. Trương Dương thì lại cười hì hì bước ra đằng đó, chị nhìn xem đây là cái gì. Hắn rút ra 1.000 tệ vẫy vẫy trước mặt người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy tiền liền ngớ ra, sau đó lại nhìn sang Trương Dương. Ánh mắt đầy sự tức giận và sợ hãi, cậu xem tôi là loại người gì, những việc như thế này tôi không bao giờ làm đâu. Trương Đại Quan suýt nữa thì ngất xỉu, cái quái gì thế cơ chứ, sức tưởng tượng của bà chị này thật là quá phong phú, bà không đồng ý, bà có đồng ý tôi cũng không đồng ý kìa. Trương Dương nói, chị à, chị đừng có hiểu lầm, tôi muốn nhờ chị làm giúp tôi một việc nhỏ, 1.000 tệ này là tiền đặt cọc, sau khi chị làm xong, tôi sẽ đưa cho chị 1.000 nữa. Người phụ nữ trung niên trừng to hai mắt, 2.000 tệ cô ta cả năm cũng không kiếm được, mặc dù không có mấy văn hóa, nhưng cũng biết rằng không có việc tiền rơi từ trên trời xuống, nên nói bán tín bán nghi cậu dựa vào đâu mà cho tôi nhiều tiền như vậy. Trương Dương nói, tôi chỉ bảo chị đi mắng một người thôi, sau khi mắng xong chị đi ngay, 10 giờ sáng mai chị đến quán bán đồ uống lạnh ở cửa, tôi sẽ đưa cho chị 1.000 tệ còn lại. 2.000 tệ. Trương Dương còn tưởng cô ta cảm thấy không đủ. Ngay lập tức rút 500 tệ ra từ trong ví tiền, 3.000, tiền đặt cọc 1.500. Người phụ nữ trung niên thò tay ra lấy tiền của Trương Dương, rồi không quên nhìn xung quanh, thấp giọng nói, mắng ai? Một ông già, dám động chạm đến bạn gái tôi. Người phụ nữ trung niên nói, tôi ghét nhất là mấy lão già ấy. Trương Dương nói, người ngồi ở bàn số một bên phía đông ấy, chị nhìn cho rõ, ông ta tên là Khổng Nguyên, người con gái ngồi bên cạnh chính là bạn gái tôi. Người phụ nữ trung niên nói, ông ta động chạm đến bạn gái cậu, sao cậu không đi? Cậu chẳng phải là quan sao? Trương Dương nói, ông ta là lãnh đạo của tôi. Người phụ nữ trung niên nói, lãnh đạo thì đã làm sao? Lãnh đạo thì được phép làm trò đó à? Được, yên tâm đi, tôi đi ngay đây, Khổng Nguyên chứ gì? Được, 3.000 tệ, nói rõ là 3.000 tệ rồi đấy. Trương Dương gật đầu nói, mắng cho hay, thì còn có thưởng, nếu như chị dám cho lão ta một cái tát. Thì tôi sẽ cho chị thêm 10.000 tệ. Tên này thật là thâm hiểm. Sau khi nói rõ ràng, Trương Dương đi về trước, hắn ngồi ở đó như không có chuyện gì, huyện trưởng huyện Tu Văn ngồi cùng bàn với hắn, cầm cốc lên kính rượu hắn, Trương Dương vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa, hơn 10 phút rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, Trương Đại Quan cảm thấy lo ngại, chẳng lẽ người phụ nữ trung niên đó thay đổi ý định rồi, cầm tiền đặt cọc của mình chạy mất, mẹ kiếp, người trên thế gian này sao chẳng có chút tin tưởng nào hết vậy. Khi Trương Đại Quan đang thầm chửi, thì thấy người phụ nữ trung niên đó chui vào, Trương Dương thấy thật thân thiết, trên tay cô ta còn cầm một chiếc cốc thủy tinh, trong cốc đầy những dung dịch màu nâu, Trương Đại Quan ngớ ra, còn mang cả đạo cụ đến đây nữa, bên trong chẳng lẽ là axit? Chị này đừng có đùa dại như vậy chứ. Khổng Nguyên uống mấy chén, rồi lại lên cơn cũ, khi nói chuyện với Tần Thanh, thò tay ra vỗ vỗ vào vai Tần Thanh, tiểu Tần, tôi rất xem trọng cô đấy. Tần Thanh cảm thấy rất phản cảm với vị bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy mới đến này,
đang nghĩ làm thế nào để đứng dậy, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh tức giận, tên họ Khổng kia. Tất cả mọi người đều ngớ ra, Khổng Nguyên chưa kịp nhìn rõ xem là chuyện gì, thì đã cảm thấy trên mặt mát mát, bị người ta đổ đầy coca lên mặt, y dùng mình, người phụ nữ trung niên đó vội vàng xông đến, nắm lấy cổ áo Khổng Nguyên, rồi giơ tay tát bóp lên mặt y, cái tát này thật vang thật to, tất cả tiếng nói chuyện trong phòng lớn đều im bặt, tất cả mọi người đều ngớ ra, đây là ai chứ? Sao lại dám to gan như vậy, giữa chốn đông người mà lại dám tát bộ trưởng tổ chức tỉnh? Người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt Khổng Nguyên chửi, Khổng Nguyên, cái loại cầm thú chẳng ra gì, có đốt thành cho tôi cũng nhận ra anh, năm đó anh lừa tôi thế nào chứ? Một mình anh phát đạt rồi, anh lại vứt mấy mẹ con tôi ở lại không thèm chăm lo, cái loại trần thế mỹ như anh là đồ súc sinh, anh còn chẳng bằng loại súc sinh. Người phụ nữ trung niên vừa mắng vừa nhẩm tính, cái tát này 10.000, không tính đến tiền thưởng, hôm nay đã kiếm được 13.000. Trước khi đánh Khổng Nguyên, người phụ nữ đó đã nghĩ kỹ, xem tình hình người họ Khổng này là quan to, nhưng quan to thì đã làm sao? Chúng ta đi chân đất đâu sợ kẻ đi dép. Khổng Nguyên bị hất coca vào mặt rồi lại ăn một cái tát, sau đó lại bị chửi trước mặt nhiều người như vậy, y tức đến độ suýt nữa thì ngất đi. Sự xuất hiện của người phụ nữ trung niên quá bất ngờ, những người ngồi cùng bàn với Khổng Nguyên chưa kịp phản ứng lại, khi họ hiểu ra thì tất cả đã xảy ra rồi. Thế là mới xông đến bảo vệ Khổng Nguyên. Có người đến bên trên áp chế người phụ nữ trung niên đó. Bảo vệ của khách sạn cũng đến, nhưng khi chạy qua người Trương Dương, Trương Đại Quan thò chân ra ngáng, tên bảo vệ ngã sóng xoài trên mặt đất. Trương Dương lúc này cũng xông đến, hắn lớn tiếng nói, bảo vệ bộ trưởng Khổng. Người phụ nữ trung niên rất khôn khéo, lợi dụng lúc hỗn loạn, bèn chạy vào nhà vệ sinh, mấy đồng chí nam ngại không dám đuổi, đồng chí nữ cũng không dám đuổi theo, cuối cùng cũng có người đi vào xem. Thì phát hiện ra cô ta đã chuồn ra ngoài cửa sổ, người ta đã quan sát địa hình từ lâu rồi mới quyết định hành động. Khổng Nguyên tức đến độ mặt xanh như đít nhái, bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên đưa y đi nghỉ ngơi, xin lỗi liên tục, phó thị trưởng thường vụ Nam Tích Thường Lăng không tức đến nỗi mắng như tát nước vào mặt phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính, hội nghị là do gã tổ chức, xảy ra sự việc lớn như thế này, đương nhiên phải mắng gã. Giờ đây hiện trường lộn xộn. Trong số đó người đến xem là nhiều, người thoải mái nhất đương nhiên là Trương Dương, hắn cười hì hì nhìn đoàn người hộ tống Khổng Nguyên đi, có lẽ đến ngày mai, việc Khổng Nguyên bị người ta tát một cái sẽ lan truyền đi khắp Bình Hải, bộ trưởng Khổng mất mặt hết rồi. Tần Thanh đã nhận ra việc này là do Trương Dương làm, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, tên này thật là thâm hiểm, nghĩ ra được đủ mọi trò. Buổi tiệc tối hôm đó đã kết thúc trong không khí hỗn loạn như vậy. Trương Dương nhìn thời gian. Vừa mới 7 giờ 30, hắn và Tần Thanh đã hẹn nhau 8 giờ tôi đến Di Thượng Hải Dương Hoa Viên để thăm La Tuệ Ninh. Trên đường đến khách sạn, Trương Dương làm như không có chuyện gì. Tần Thanh cũng hiểu được, không đi hỏi hắn nữa. La Tuệ Ninh buổi chiều hôm đó cùng với lão tử đi Tây Đảo chơi, 7 giờ mới về đến khách sạn, lúc này bà vừa tắm xong, đang xem TV trong phòng. Thấy Trương Dương và Tần Thanh tới, bà mỉm cười nói, mẹ về đến đây muộn quá, đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Đợi chút chúng ta cùng đi ăn. Trương Dương nói, con cũng chưa ăn no, tí nữa chúng ta đến ngư thôn ăn cơm, bên đó còn có một con phố hải sản nữa. La Tuệ Ninh nói, buổi tọa đàm chiều nay thế nào? Tần Thanh cười không nói gì cả. Trương Dương nói, Khổng Nguyên thật là chẳng ra cái thá gì. La Tuệ Ninh nghe hắn nói vậy, nhẹ nhàng nói, sao thế? Ông ta đắc tội với con à? Tần Thanh vốn không muốn Trương Dương nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ lại. Thì tên Khổng Nguyên này cũng thật là đáng ghét, Trương Dương kể tội y với mẹ nuôi cũng là chuyện bình thường. Trương Dương nói, thật là háo sắc, còn nắm tay chị Thanh, giống như gặp được mẹ ruột vậy. Tần Thanh nói, anh chỉ biết nói bừa. La Tuệ Ninh nghe đến đây đã hiểu ra, nhất định là Khổng Nguyên thấy Tần Thanh xinh đẹp, nên đã suy nghĩ linh tinh. La Tuệ Ninh cũng biết về Khổng Nguyên, bà nhẹ nhàng nói, Khổng Nguyên khi còn ở trong trung tổ bộ danh tiếng đã chẳng ra sao. Lần này không biết đi quan hệ với ai mới được điều đến Bình Hải làm bộ trưởng tổ chức. Trương Dương nói, loại như thế này chỉ bôi nhỏ cờ đảng chúng ta mà thôi. La Tuệ Ninh lấy sổ điện thoại ra gọi điện trước mặt Trương Dương, bà gọi cho vợ của Khổng Nguyên, vợ Khổng Nguyên Lý Kim Thái là bạn học đại học của La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh thật là thâm độc, trực tiếp gọi điện hỏi tội vợ của y. Lý Kim Thái nhận được cuộc điện thoại đó cũng cảm thấy rất bất ngờ, mặc dù bà và La Tuệ Ninh là bạn học cũ. Nhưng quan hệ cũng bình thường, đây không phải là vì Lý Kim Thái không muốn qua lại với người khác.
mà là vì người ta là phu nhân tổng thống, thân phận bày ra ở đó, Lý Kim Thái cũng hiểu rằng giữa hai người có khoảng cách, nhưng bình thường mỗi năm đến ngày lễ Tết, vẫn phải đến thăm hỏi, hôm nay chẳng phải là ngày lễ Tết gì, cũng không phải là ngày trọng đại gì, vì thế La Tuệ Ninh gọi điện đến đây rõ ràng là khá bất ngờ. La Tuệ Ninh nói một cách thẳng thắn, Kim Thái à, lão Khổng nhà cô đến làm bộ trưởng tổ chức Bình Hải rồi à? Lý Kim Thái nói, đúng thế, đang muốn mời cô đến Bình Hải chơi đây. La Tuệ Ninh nói, lão Khổng thật là nhiệt tình, hôm nay đi đến Tĩnh Hải tham gia buổi tọa đàm, rất quan tâm đến cán bộ nữ. Lý Kim Thái nói, sao cô lại biết? La Tuệ Ninh nói, tôi đang ở Tĩnh Hải mà, phó thị trưởng thành phố Lam Sơn là Tần Thanh, cô ấy là con gái nuôi của tôi, lão Khổng nhà cô thật là hơi nhiệt tình thái quá, tính tôi cô cũng biết đấy, là bạn học cũ, tôi nói câu này thật, cô quản lý ông ấy cho chắc vào, một cán bộ được đảng bồi dưỡng lâu năm. Dù là không nghĩ đến hình tượng của quốc gia, thì cũng phải nghĩ đến tiền đồ của bản thân mình, cũng phải nghĩ đến gia đình của chính mình chứ. Lý Kim Thái ngượng chín mặt, vội vàng xin lỗi, La Tuệ Ninh không muốn nghe bà ta xin lỗi, ngay lập tức gác điện thoại, cười nói, hai đứa có biết không? Vợ của Khổng Nguyên nổi tiếng là sư tử Hà Đông đấy. Trương Dương cười nói, con đã hiểu rồi, ở đâu có áp bức ở đó có phản kháng, vợ càng dữ dằn thì chồng càng không tử tế. La Tuệ Ninh điềm đạm cười nói, người như Khổng Nguyên, bệnh lớn nhất chính là ở đây, nếu không thì giờ cấp bậc của ông ta đã không chỉ như thế này. Sau khi Khổng Nguyên thay xong quần áo, rời khỏi Tĩnh Hải trong sự bực bội và xấu hổ, mặc dù bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên liên tục xin lỗi ông ta, nhưng Khổng Nguyên không hề nghe được chữ nào cả, với thân phận của y, mà lại bị ăn một cái tát giữa bàn dân thiên hạ, chẳng còn mặt mũi nào nữa. Khổng Nguyên đương nhiên hiểu rõ rằng giữa y và người phụ nữ trung niên đó chẳng có chút quan hệ nào cả, nhưng người khác sẽ nghĩ thế nào? Dù là người khác cũng tin tưởng y, nhưng cái tát này là sự thật, về sau tất cả mọi người sẽ cười chê y về cái tát của ngày hôm nay. Chiếc xe ô tô vừa rời đi, điện thoại của Khổng Nguyên đã vang lên, vốn y không muốn nghe, nhưng thấy số nhà, không thể không nghe điện thoại, thấp giọng nói, alo, tiếng của y chẳng được uy nghiêm như lúc đến Tĩnh Hải nữa, mà giờ đây cảm thấy rất buồn bã. Vợ y là Lý Kim Thái the thé bên trong điện thoại, Khổng Nguyên, ông già như vậy rồi mà không hiểu cái gì là liêm sỉ hay sao? Ông đi trêu ghẹo con gái nhà người ta làm gì? Khổng Nguyên tức giận nói, bà nói linh tinh cái gì đấy? Lý Kim Thái tức giận, ông đừng có làm bộ làm tịch với tôi, mọi việc tôi đã biết hết cả rồi, tôi nói cho ông biết, Tần Thanh là con gái nuôi của Văn Phu Nhân, ông không muốn thể diện, thì tôi còn cần thể diện. Lý Kim Thái nói xong liền cụp điện thoại. Sau khi Khổng Nguyên nghe xong những lời này, một cảm giác lạnh chạy từ chân lên đến đầu, y cảm thấy chân tay lạnh cóng, ai mà chẳng yêu cái đẹp, thấy gái đẹp ai mà chẳng muốn lại gần, nhưng y không hề nghĩ được rằng Tần Thanh lại là con gái nuôi của La Tuệ Ninh, lần này thật là gặp phải họa lớn rồi, nếu như biết sớm hơn một chút quan hệ giữa hai người họ, thì dù có cho y thêm mười mấy cái lá gan, y cũng không dám làm vậy với Tần Thanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Khổng Nguyên lại cảm thấy oan uổng. Hình như y cũng chẳng làm gì quá đáng với Tần Thanh. Mà tại sao người phụ nữ đó lại xông đến mắng như tát nước vào mặt y cơ chứ? Đằng sau chuyện này rốt cuộc là ai đang thao túng? Khổng Nguyên ở trong thể chế lâu đến vậy rồi, mặc dù y hơi háo sắc, nhưng đầu óc y vô cùng tỉnh táo. Y đã có kinh nghiệm lâu năm, khi bình tĩnh lại, y bắt đầu phân tích kỹ càng sự việc này. La Tuệ Ninh trực tiếp gọi điện thoại cho vợ y để kể tội, rõ ràng đã có người kể chuyện này với bà ấy, Tần Thanh ư. Không phải, bản thân y cũng chẳng làm gì quá đáng với cô ta. Vậy thì là ai? Khổng Nguyên nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến Trương Dương, tiểu tử này là con trai nuôi của hai vợ chồng Văn Hạo Nam, việc này mọi người đều biết, chẳng lẽ là hắn ta sao? Sự việc mắng nhiếc đánh đập bộ trưởng tổ chức tỉnh giao cho phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Thường Lăng không xử lý, Thường Lăng không buổi tối hôm đó cũng không rời khỏi Tĩnh Hải, gã thăm dò nhiều hướng, cuối cùng với hỏi ra từ chỗ một người phục vụ. Người phụ nữ trung niên đã xông đến chửi mắng Khổng Nguyên là một người thu nhặt rác, nhưng những người này thường xuyên thay đổi, vì thế dù có hỏi được ra tên cô ta, cũng không thể biết được người đang ở đâu. Thường Lăng không cũng chỉ hỏi tình hình, gã cũng chẳng có ý định làm rõ chuyện này, nếu thật sự điều tra ra rồi thì có thể làm gì được. Những nhân vật nhỏ bé dưới đáy xã hội này, nhiều lắm anh cũng chỉ bắt tạm giam họ được mấy ngày, tất cả mọi người đều biết đằng sau bà ta có người đang thao túng. Nếu như hỏi đến cùng, thì sự việc này ngày càng phức tạp. Thường Lăng không về phòng không được bao lâu sau, phó thị trưởng Tĩnh Hải là Vương Quảng Chính đã đến để thăm gã, từ nét mặt của Vương Quảng Chính, có lẽ gã có việc gì đó.
Thường Lăng Phong mời Vương Quảng Chính ngồi xuống rồi mỉm cười nói, đồng chí Quảng Chính có phải có phát hiện gì mới không? Vương Quảng Chính nói, thị trưởng Thường, tôi đến đây là để thú tội với anh, việc tổ chức ở Tĩnh Hải lần này, tôi là người tổ chức hoạt động, xảy ra sự việc lớn như vậy, tôi rất tiếc, mời thị trưởng Thường phê bình tôi. Thường Lăng không nói, chẳng ai muốn xảy ra chuyện này hết, sở tiếp đón số 1 của Tĩnh Hải cũng chẳng phải là làm ăn tắc trách, có những việc không thể nào ngăn nó không phát sinh được. Vương Quảng Chính muốn nói gì nhưng lại thôi. Thường Lăng không thấy gã do dự, thấp giọng nói, có phải anh có phát hiện gì rồi không? Vương Quảng Chính dũng cảm nói, vừa nãy có người phản ánh với tôi một việc, tôi vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nếu như không nói ra cũng không phải. Thị trưởng Thường, trước khi người nhặt rác đó xông vào trong nhà ăn, đã nói chuyện với một cán bộ thanh niên trước cửa. Là ai? Trương Dương. Thường Lăng không nhíu mày. Ngón tay của gã gõ nhẹ nhẹ lên bàn, một lúc sau mới nói, việc này cứ thế này đi, đồng chí Quảng Chính hiểu ý tôi không? Vương Quảng Chính đã hiểu, rõ ràng Thường Lăng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, mục đích gã ở lại không phải là để điều tra sự việc này, mà là muốn áp chế chuyện này xuống, dù là có phát hiện gì, thì cũng không được mở rộng ảnh hưởng của nó ra, từ việc lớn biến thành việc nhỏ biết thành không có. Vương Quảng Chính gật đầu nói, thị trưởng Thường, anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Tôi sẽ không nói gì ra. Thường Lăng không nói đầy ẩn ý, có một vài lúc, càng điều tra rõ ràng, thì sự việc càng rối loạn. La Tuệ Ninh và Trương Dương, Tần Thanh cùng đi tới ngư thôn ở gần đó, ở chỗ cách bờ biển không xa, ngư gia gần đó đã rất nhiều nhà hàng bán đồ hải sản, ở đây chính là một con đường hải sản ở Tĩnh Hải. Mỗi cửa hàng đều không lớn, nhưng những chủng loại hải sản đều rất nhiều, La Tuệ Ninh chọn một vài món bà thích ăn. Tần Thanh hôm nay tâm trạng bị ảnh hưởng nên không chọn món, Trương Đại Quan cảm thấy rất vui vẻ, gọi không ít những món ngon, hắn còn gọi Lão Tử đi theo nữa, bốn người cùng ngồi xuống uống rượu. Lão Tử bình thường không uống rượu, gọi một bát mì hải sản, ăn xong rồi lại vào trong xe đợi. Trương Dương mở chai Mao Đài hắn mang theo, rồi rót một chén cho La Tuệ Ninh, rồi lại rót đầy cho Tần Thanh, hắn cười hì hì nói, ăn hải sản nhất định phải uống chút rượu, nếu không thì dễ bị phong hàn. La Tuệ Ninh nói, bệnh gì mà chẳng chữa được, con muốn uống rượu nên tìm lý do lý chấu mà thôi. Tần Thanh nói, lý do của anh ta là nhiều nhất, chỉ cần là việc anh ấy muốn làm nhất định sẽ tìm được lý do. La Tuệ Ninh cười nói, cán bộ quốc gia là phải nói được làm được, nếu không sẽ trở thành không có nguyên tắc. Trương Dương uống một ngụm rượu, rồi lại bóc một con tôm bỏ vào miệng, con chẳng thiếu gì nguyên tắc. Tần Thanh nói, anh thì có nguyên tắc gì? Trương Dương nói, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta tất phạm người. La Tuệ Ninh nói, mục đích của việc làm cán bộ không phải để tranh đấu lẫn nhau đâu, là một người đảng viên, một cán bộ quốc gia đầu tiên phải nghĩ đến lợi ích và cuộc sống của người dân. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi à, những đạo lý này con đều hiểu cả, nhưng người ta hiếp đáp con ghê quá, con làm sao cứ khoanh tay đứng chịu được à? Đấu tranh là điều tất yếu phải xảy ra, người khác đấu tranh là để giành quyền lực. Còn đấu tranh là để loại bỏ những người cán bộ cô hông tốt ra khỏi đội ngũ đảng, chỉ cần thanh lọc được đám rác rưởi này, mới có thể làm cho nội bộ đảng chúng ta trở nên thuần khiết, mới có thể làm cho đội ngũ cán bộ của chúng ta ngày càng đoàn kết và có sức chiến đấu, điều đó mới làm cho cuộc sống của người dân trở nên tốt hơn. La Tuệ Ninh nhìn không nổi cười, tiểu tử này, con kiểu gì cũng nói được. Có điều những điều Trương Dương nói ra cũng có lý. Trương Dương nói, con thấy cần phải xây dựng văn minh tinh thần. Kiểu dạng như bộ trưởng tổ chức, chúng ta học theo liệu có ích gì? La Tuệ Ninh nói, được rồi, đừng nói nhiều nữa, con học tập là để làm việc cho nhân dân, chứ không phải là để làm việc cho lãnh đạo, còn trẻ tuổi vậy đừng hận đời thế. Trương Dương cười nói, con cũng nghĩ thông rồi, con chán ở Tĩnh Hải này rồi, ngày mai con sẽ đưa mẹ đến núi Thanh Đài chơi, núi Thanh Đài giờ đây là lúc đẹp nhất. La Tuệ Ninh lắc đầu, mẹ không đi đâu, ngày mai mẹ chuẩn bị về kinh thành rồi. Tần Thanh ngạc nhiên nói, sao về sớm vậy ạ? La Tuệ Ninh nói, vốn muốn yên ổn mấy ngày, nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện ra, ta dù có đến đâu cũng không thể nào yên ổn được, khi ở nhà, cứ lo lắng về việc này việc nọ, sau khi ra ngoài, thì lại nghĩ về những chuyện ở nhà, tôi đã hiểu, mình đúng là số mạng bắt phải lo lắng. Trương Dương nói, có phải là Hạo Nam có việc gì không ạ? La Tuệ Ninh lắc đầu nói, không phải, ông ấy rất khỏe. Bên cạnh cha nuôi con cần có người chăm sóc, còn nữa. Việc của Tiểu Linh mẹ cũng không yên lòng. Nhắc đến Văn Linh, Trương Dương trầm tư hẳn,
mặc dù tình trạng hiện nay của Văn Linh là do cô ấy tự chuốc lấy, nhưng lúc đầu, dù sao cũng là vì hắn truy đuổi nên cô ấy mới sợ hãi đâm vào xe. Trương Dương không phải cảm thấy áy náy với Văn Linh, mà là vì khi hắn đối mặt với mẹ nuôi La Tuệ Ninh cảm thấy hơi xấu hổ. Có điều La Tuệ Ninh là một người rất mực công bằng, bà không trách Trương Dương vì chuyện này, tất cả những hành động của Văn Linh sau khi tỉnh lại bà rất rõ, hậu quả của con gái giờ đây tất cả là báo ứng với cô ấy. Tần Thanh nói, tôi còn muốn mời bà đi thăm Lam Sơn mấy ngày kia. La Tuệ Ninh cười nói, ngày mai tôi đi Lam Sơn cùng cô, buổi sáng cô đi dạo phố cùng tôi, rồi tối tôi đi máy bay về. Tần Thanh nói, được, ngày mai chúng ta đi đến Lam Sơn sớm, tôi đi đặt vé máy bay trước. Trương Dương nói, con cũng đi Lam Sơn, xe của con còn đang sửa ở Lam Sơn, lần này lấy xe lái về đây luôn. La Tuệ Ninh nói, ngày mai không cần con đi với mẹ nữa rồi, mẹ cùng đi dạo với Tần Thanh. Bà suy nghĩ khá chu đáo, đến Lam Sơn, Tần Thanh là phó thị trưởng ở đó, nếu như để Trương Dương đi theo, thì nhất định có người nói ra nói vào, đây là vì suy nghĩ cho Tần Thanh. Tần Thanh ngầm khâm phục, La Tuệ Ninh là phu nhân tổng thống, quả nhiên suy xét vấn đề rất chu đáo. Khi Trương Dương về đến sở tiếp đón số 1 của Tĩnh Hải, đã là gần 11 giờ, hắn vẫn chưa kịp tắm rửa, thì phó thị trưởng Thường vụ Nam Tích Thường Lăng Không đã đến thăm. Trương Dương mời Thường Lăng Không vào trong phòng, cười nói, muộn thế này rồi, thị trưởng Thường vẫn chưa ngủ ư. Thường Lăng Không cười nói, bình thường buổi tối tôi có thói quen đi dạo, vừa nãy đi qua chỗ của anh, thấy đèn vẫn sáng, biết rằng anh chưa ngủ, vì thế mới vào đây nói chuyện với anh vài câu. Gã dừng lại một lúc rồi nói, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ. Trương Dương cười nói, không đâu, không đâu, mời ngồi mời ngồi. Hắn mời Thường Lăng Không ngồi xuống, rót một cốc trà cho Thường Lăng Không. Trà này là trà long thiệt do Thường Lăng Không tặng hắn. Thường Lăng Không ngửi hương trà, nhấm một ngụm rồi nói, trà này uống thế nào? Trương Dương nói, trà ngon, tôi uống phát nghiện lên rồi. Thường Lăng Không cười nói, thích uống thì về sau mỗi lần xuân trà có, thì tôi sẽ gửi cho anh. Trương Dương cười nói, thị trưởng Thường khách sáo quá, đúng rồi, hôm nay sao anh không đi cùng với đoàn thị sát? Thường Lăng Không cố ý thở dài rồi nói, chẳng phải là vì chuyện tối ngày hôm nay hay sao, bộ trưởng Khổng bị chửi thẳng vào mặt, lãnh đạo bảo tôi ở lại, phụ trách điều tra chuyện này rốt cuộc là có gì xảy ra. Trương Dương nói, tôi cũng rất buồn, bộ trưởng Khổng của chúng ta thân phận bất phàm, người phụ nữ trung niên đó là thân phận gì chứ? Hai người bọn họ không phải có quan hệ gì thật chứ? Thường Lăng Không nói, sao thế được, đã điều tra được thân phận người phụ nữ trung niên đó kìa, đó chính là một người nhặt rác ở sở tiếp đoán số 1, bộ trưởng Khổng làm sao có thể quen với bà ta. Trương Dương nói, cũng chẳng biết được đâu, bộ trưởng Khổng của chúng ta quen biết rộng lắm, không biết chừng lúc còn trẻ quen người ta, giờ đây già rồi lại quên mất người ta. Thường Lăng Không nghe Trương Dương nói khích bác, trong lòng càng chắc chắn chuyện tối nay là do hắn làm. Gã chậm chậm đặt tách trà xuống rồi nói, tối nay khi tôi vào nhà vệ sinh, hình như nhìn thấy anh và người phụ nữ đó nói chuyện với nhau. Thường Lăng Không đương nhiên không thể nhìn thấy, gã nói như vậy là cố ý chọc Trương Dương. Trương Dương cười nói, thế à, tôi thật sự rất muốn quen với bà ấy, người dám tát vào mặt bộ trưởng tổ chức tỉnh trước mặt mọi người thật hiếm gặp, chỉ nói sự dũng cảm này thôi, đã không phải là người bình thường rồi. Thường Lăng Không thấp giọng nói, câu này của anh đừng để người khác nghe thấy. Nếu như truyền đến tai người khác, thì họ còn tưởng sự việc tối nay là do anh gây ra. Trương Đại Quan cười hì hì nói, tôi rất muốn thế đấy, nói thật, tôi cảm thấy ông Khổng Nguyên này chẳng ra gì cả, anh thấy thế nào? Chương 425, vui và giận. Thường Lăng Không nói, người ta thế nào cũng đừng bàn tán nhiều. Anh không sợ ảnh hưởng đến hình tượng và tiền đồ của anh à? Trương Đại Quan nói, tôi quen đi chân đất rồi, không có thói quen đi giày. Trung Quốc có câu kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, nghĩa là mình đã chẳng có gì thì dù có gây ra chuyện cũng chẳng phải sợ mất gì. Thường Lăng Không cười, kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, tên này nếu như có suy nghĩ như vậy, thì Khổng Nguyên thật sự chẳng làm gì được hắn. Thường Lăng Không giờ đây đã tin tưởng những lời đồn về Trương Dương, hèn chi bí thư thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa muốn tống khứ hắn ra ngoài học tập, tên này đi đến đâu gây họa đến đó, đi đến đâu thì chỗ đó đừng nghĩ đến hòa bình. Từ lúc hắn đến Nam Tích, Bí thư chính pháp ủy Đường Hưng Sinh xảy ra chuyện, bộ trưởng bộ tổ chức Khổng Nguyên bị đánh trước mặt bàn dân thiên hạ, mới được mấy ngày, nếu như tên này ở lại lâu dài, thì chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Trương Dương nhớ đến chuyện của Đường Hưng Sinh,
hắn thấp giọng nói, vụ án của Đường Hưng Sinh đã có manh mối gì chưa? Thường Lăng không nói, không có tin của Đường Hưng Sinh, có điều, vụ án của Chu Nhân Tiếu đã được duyệt rồi, tất cả đang trong quá trình điều tra, tôi tin rằng không cần bao lâu nữa sẽ có kết quả ngay thôi. Trương Dương nói, tôi chẳng tin tưởng mấy tốc độ và hiệu quả làm việc của bên công an. Thường Lăng không cười ha ha nói, anh và công an chẳng hợp nhau, từ khi đến Nam Tích của chúng tôi, đã xảy ra không ít xung đột với bên công an. Trương Dương nói, đó là vì họ dây vào tôi trước. Thường Lăng không nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy nói, muộn quá rồi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Trương Dương tiễn Thường Lăng không ra ngoài cửa. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương cùng đến Lam Sơn với La Tuệ Ninh và Tần Thanh, giờ đây chẳng ai dám hỏi hắn đi đâu về đâu nữa, đừng nói là đến Lam Sơn, dù hắn có không quay lại nữa, thì cũng chẳng ai dám báo là hắn trốn học. Sau khi đến Lam Sơn, Trương Dương đến bãi sửa xe lấy chiếc xe Pika của mình, hắn vốn muốn gặp lại La Tuệ Ninh vào buổi chiều, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Hà Hâm Nhan, ngữ khí của Hà Hâm Nhan rất lo lắng gấp gáp, hóa ra cha của cô là Hà Trác Thành bị người ta đánh, đang ở phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân số 1 của Lam Sơn, Hà Hâm Nhan đang đi làm, giờ đang về, bảo Trương Dương đến thăm cha cô ở đó trước, mặc dù quan hệ giữa cô và cha không được tốt, nhưng dù sao cũng là cha ruột, cha cô xảy ra chuyện. Cô vẫn không khỏi lo lắng. Trương Dương an ủi Hà Hâm Nhan đừng sợ, rồi gọi điện cho Tưởng Kỳ Vĩ ở công ty Phi Thiệp hỏi tình hình, Tưởng Kỳ Vĩ cũng biết được một vài việc, Hà Trác Thành mấy ngày trước thông qua Trương Dương giới thiệu đã đến tìm gã, Tưởng Kỳ Vĩ cho y một vài nghiệp vụ quảng cáo, nhưng mới bắt đầu đã xảy ra chuyện, nghe nói là người đánh Hà Trác Thành là đối thủ cạnh tranh làm ăn của y. Trương Dương vốn chẳng ưa gì Hà Trác Thành, nhưng vì nể mặt Hà Hâm Nhan, nếu cũng phải hỏi thăm một chút, hắn lái xe đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Lam Sơn, mua một vài đồ dinh dưỡng ở cửa, khi hắn đến phòng cấp cứu hỏi ra thì mới biết, Hà Trác Thành đã nhập viện hồi, ở khoa tai mũi họng. Trương Dương đến thẳng khoa tai mũi họng, tìm thấy Hà Trác Thành ở giường 36, Hà Trác Thành giờ đây trông vô cùng thảm hại, trên mặt từng cục màu tím bầm, sưng tấy lên như mặt heo vậy, mũi cũng bị gãy. Khi Trương Dương bước vào trong phòng bệnh, thấy y đang nói với hai người bạn, mẹ kiếp, trên địa bàn Lam Sơn mà còn có người dám động vào tôi, chắc chắn là không muốn sống nữa rồi, tôi chỉ cần điều tra ra việc này do ai làm, tôi nhất định sẽ giết cả nhà nó. Khi Hà Trác Thành nói câu này, y cũng nhìn thấy Trương Dương, đờ ra ở đó, rồi trên mặt ngay lập tức nở nụ cười, Trương tiên sinh, anh đến rồi. Trương Dương gật đầy đặt đồ thăm hỏi xuống, bị thương có nặng không? Hà Trác Thành nói, gãy mũi, chấn động não. Trương Dương nói, thật là thảm, ai làm chuyện này thế? Hà Trác Thành nói, tôi cũng không biết, tôi không đắc tội ai cả, mấy ngày trước tôi đến chỗ Tưởng tiên sinh, vì được anh giới thiệu, anh ấy cho tôi công trình 500.000, tôi vừa mới bắt đầu làm, khi đang lắp đặt đèn trên đường thì đột nhiên có một đám lưu manh xông đến, họ chẳng nói chẳng rằng đã xông lên đánh tôi. Trương Dương nói, có phải ông nợ tiền người ta không? Hà Trác Thành kêu khổ, không phải vậy đâu, có hai công ty nợ tiền tôi kìa. Trương Dương nói, được rồi, ông an tâm mà dưỡng thương, việc này tôi sẽ hỏi dùm cho. Nói xong hắn cáo từ rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Trương Dương, hai người bạn của Hà Trác Thành hiếu kỳ hỏi, người thanh niên trẻ tuổi này là ai thế? Hình như rất tài giỏi. Hà Trác Thành kiêu ngạo nói, đó là bạn trai của con gái tôi đấy, đừng coi thường anh ấy trẻ tuổi, người ta rất có bản lĩnh. Việc Hà Trác Thành bị đánh chẳng khó để điều tra ra, lúc y bị đánh có người nhìn thấy, có mấy người trong số đó là lưu manh tại địa bàn, Trương Dương bảo Thường Hải Long giúp hắn hỏi về chuyện này, Thường Hải Long hỏi đồn cảnh sát gần đó đã rõ ngay kết quả, việc này là việc báo thù trong cạnh tranh kinh doanh, những tên đánh Hà Trác Thành đó, là vì được đối thủ cạnh tranh của Hà Trác Thành thuê, đồn cảnh sát chẳng hỏi gì nhiều hơn, vì Hà Trác Thành vốn chẳng phải là loại tử tế gì, và cũng chẳng bị thương nặng. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Bên Hà Trác Thành có Lưu Quang của công ty quảng cáo, nói đến Lưu Quang cũng có chút thế lực, cha của gã là trưởng phòng thông tấn xã Lam Sơn Lưu Văn Quân. Xác định rõ nguyên nhân của việc này, Trương Dương cũng phì cười, hèn chi người ta nói rằng oan ra ngõ hẹp, Lưu Văn Quân đã quen với hắn từ lâu, trước đó y từng để mắt đến Tần Thanh của hắn, làm phá vỡ chuyến du lịch suối nước nóng của họ, sau đó bị hắn ấn xuống hồ Thúy Vân, suýt tí nữa thì dìm chết y, không ngờ con trai của y lại đánh lão trưởng phu của hắn. Trương Dương cũng chẳng quá kích động, gọi điện cho Lưu Văn Quân. Với Lưu Văn Quân, sự tồn tại của Trương Dương như ác ma vậy, nhận được điện thoại, khi y biết được cú điện thoại đó là của Trương Dương, Lưu Văn Quân sợ đến độ suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống.
Y lắp bắp nói, thị trưởng Trương, tìm tôi có việc gì à? Trương Dương cười nói, xã trưởng Lưu à, mới mấy ngày không gặp mà ông đã nói lắp rồi à? Lưu Văn Quân đâu có phải là nói lắp, mà vì bị Trương Dương dọa sợ chết khiếp, giờ đây cứ mỗi lần nhắc đến tên Trương Dương, y lại nghĩ tới cảnh tượng ở Hồ Thúy Vân, toàn thân run lẩy bẩy. Lưu Văn Cường cố gắng giữ bình tĩnh, rồi thấp giọng nói, thị trưởng Trương, có việc gì không? Trương Dương nói, con trai của ông tên là Lưu Quang đúng không? Đúng thế, Lưu Văn Quân nghe thấy hắn nhắc đến con trai của ý, càng cảm thấy sợ. Trương Dương nói, Lưu Quang đem người đến đánh bạn của tôi, làm ăn thì phải có cạnh tranh đó là chuyện bình thường, nhưng phải cạnh tranh cho nó lành mạnh chứ, làm sao phải dùng đến những biện pháp hạ lưu như thế này? Xã trưởng Lưu à, ông dự định tự mình dạy con, hay là để tôi dạy hộ? Lưu Văn Quân vội vàng nói, nó đã làm gì thế thị trưởng Trương? Trương Dương nói, anh ta đi đánh bạn tôi. Người bị đánh là Hà Trác Thành, còn nên làm gì, thì tự ông biết. Lưu Văn Quân đương nhiên hiểu, đặt điện thoại chẳng được bao lâu sau, y liền đưa con trai mình là Lưu Quang đi đến bệnh viện. Đương nhiên Lưu Quang không muốn vậy, nhưng không thể không làm theo ý cha, chỉ đành đi cùng cha đến phòng bệnh của Hà Trác Thành. Lưu Văn Quân xin lỗi Hà Trác Thành rất thành khẩn, ngay tại đó, y còn nói sẽ phụ trách tất cả những khoản chi phí chữa bệnh của Hà Trác Thành. Hà Trác Thành vốn là một tên vô lại. Y thấy thái độ của đối phương mềm mỏng như vậy, ngay lập tức ra mặt, lớn tiếng nói, bồi thường viện phí là xong à. Các người đập vỡ đèn của tôi, làm cho công nhân của tôi phải đình công, tạo thành tổn thất lớn như vậy với tôi, thế phải tính thế nào? Thái độ của Lưu Văn Quân rất tốt, y cười nói, Hà tiên sinh à, có yêu cầu gì ông cứ nói ra, chúng ta có thể thương lượng mà. Hà Trác Thành nói, vừa nãy tôi đã tính toán bước đầu với kế toán rồi. Viện phí và cả các loại tổn thất của công trình tôi tổng cộng là 50.000 tệ. Mặc dù Lưu Văn Quân cảm thấy tên này tham lam, nhưng không nói được gì. Lưu Quang, con trai của y không chịu nổi nữa, Lưu Quang vốn chẳng coi Hà Trác Thành ra gì, cho rằng Hà Trác Thành chỉ là một tên vô lại mà thôi, gã không hiểu tại sao cha gã lại phải khách khí như vậy. Lưu Quang tức giận nói, ông rõ ràng là đang ép người quá đáng, cái gì mà 50.000 tệ chứ, cái mạng của ông còn chẳng đáng 50.000 tệ. Hà Trác Thành có Trương Dương đứng đằng sau, cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tiểu tử, mày nói chuyện cho tử tế vào. Hà Hâm Nhan thấy cha mình cũng chẳng bị sao, Lưu Quang ngay lập tức nói rằng đưa thêm 5.000 tệ tiền bồi dưỡng, Hà Trác Thành vốn bị thương không nặng, lại được bồi thường thêm 500 tệ, tất nhiên rất hài lòng, và ngụ ý muốn ra viện. Sự việc này đã được giải quyết khá mỹ mãn như vậy. Lưu Văn Quân là vì sợ Trương Dương, y biết rằng đó là một nhân vật không dễ chơi. Bản thân y đã từng chịu trận, đương nhiên không muốn con trai cũng chịu trận cùng mình. Vì vậy khi nhận được điện thoại của Trương Dương, biểu hiện của y là nhượng bộ hết mức. Thái độ của Lưu Quang thay đổi là vì Hà Hâm Nhan. Khi mấy người đang nói chuyện, Trương Dương đến, Lưu Văn Quân thấy Trương Dương đến ngay lập tức nổi da gà, Trương Dương cười gật đầu, xã trưởng Lưu đến rồi. Lưu Văn Quân không dám nói chuyện với hắn, đứng dậy nói, tôi cũng đến lúc phải đi rồi. Hà Hâm Nhan thấy Trương Dương đến, trên mặt lộ ra nụ cười, phụ nữ thích biểu lộ cho người đàn ông mình yêu, vẻ mặt vui vẻ của Hà Hâm Nhan cũng là vì sự xuất hiện của Trương Dương. Lưu Quang không quen Trương Dương, thấy vẻ mặt của Hà Hâm Nhan, đoán được quan hệ giữa Trương Dương và cô ấy, trong lòng đương nhiên cảm thấy ghen tức. Hà Hâm Nhan giới thiệu với Trương Dương, vị này là Lưu Quang, là bạn học cấp 2 của em, chính anh ấy đã đánh cha em. Trương Dương cười nói, trùng hợp vậy à? Nếu sớm biết như vậy, thì cũng chẳng cần tôi phải ra mặt làm gì. Lưu Quang nói, trên thế gian này rất lắm người thích chọc mũi vào chuyện của người khác mà. Trương Dương nhận ra tên này chẳng có ý tốt gì, nhưng hắn cũng chẳng coi ra gì, nói với Lưu Văn Quân, con trai nhà ông thật là cá tính. Lưu Văn Quân vội vàng kéo Lưu Quang đi mất. Hà Trác Thành giờ đây đã rất khâm phục Trương Dương, nhảy xuống từ trên giường nói, Trương tiên sinh, lần này may mà có anh. Không có gì đâu. Công việc của ông dạo này bận lắm phải không, cần phải có người đi chăm lo chứ. Đúng, đúng thế, bên công ty tôi bận quá, tôi xuất viện ngay đây. Hà Trác Thành cười đi đến bên cạnh con gái, rồi nói, con gái à, con thật là quan tâm đến cha, từ nước ngoài mà bay về cả đây. Hà Hâm Nhan lạnh lùng nói, cha đừng làm chuyện gì xấu là được rồi. Hà Trác Thành nói, thật sự ta rất lương thiện, lần này cha chẳng gây chuyện gì cả, là họ nhìn thấy việc làm ăn bị cha cướp mất. Nên đến báo thù cha. Hà Hâm Nhan nói, việc của cha không liên quan gì đến con. Sau đó cô quay người đi.
Hà Trác Thành đứng đó nhìn Trương Dương không nói được gì, Trương Dương vỗ vỗ vai y nói, làm ăn cho tốt vào, làm được chút thành tích, quan hệ cha con sẽ được cải thiện thôi. Hà Hâm Nhan đi xuống lầu trước, đứng đợi Trương Dương ở bồn hoa trước cửa, thấy Trương Dương bước ra, hỏi, ông ấy nói với anh cái gì thế? Trương Dương nói, chẳng nói gì cả, thì là muốn làm lành với em thôi. Hà Hâm Nhan nói, em đã nói với anh từ lâu anh đừng hỏi chuyện của ông ấy, anh làm sao phải liên lạc việc làm ăn cho ông ấy cơ chứ? Trương Dương cười nói, là em bảo anh quản ông ấy đấy chứ, đúng rồi, việc này anh còn đang chán đây, chẳng phải là em không gọi điện cho ông ấy sao? Sao em lại biết chuyện ông ấy bị đánh? Hà Hâm Nhan thở dài nói, bạn học của em làm y tá ở bệnh viện này, khi ông ấy bị đánh đưa đến đây, người ta nhìn thấy nên đã gọi điện báo cho em, thật là phục ông ấy, người lớn như vậy rồi, mà chỉ suốt ngày gây chuyện thị phi ở ngoài chẳng làm ăn tử tế gì hết. Trương Dương nói, kệ ông ấy đi, anh đã giới thiệu cho ông ấy chút nghiệp vụ, hy vọng lần này ông ấy làm được chút việc tử tế. Hà Hâm Nhan nói, quảng cáo vẫn còn chưa quay xong, ngày mai em phải về rồi, thật là mệt chết đi được. Trương Dương nói, lâu lắm rồi không gặp, anh mong gặp em lắm, đừng đi vội thế chứ, ở lại đây với anh mấy ngày. Hà Hâm Nhan nói, thật sự không được, đội quay phim đang đợi ở đó, quảng cáo nếu đến ngày mà không có, thì chị Nhân Như và chị Hải Lan sẽ mắng em mất. Trương Dương biết rằng Hà Hâm Nhan làm việc vốn chăm chỉ, nên hắn gật đầu nói, ngày mai khi nào em đi. Hà Hâm Nhan nói, máy bay lúc hơn 10 giờ sáng, bay từ Đông Giang. Nhìn Trương Dương, trong ánh mắt của cô cũng có sự lưu luyến. Trương Dương nói, anh đưa em đi Đông Giang, tối nay em nghỉ ở Đông Giang, rồi mai anh đưa em đi ra sân bay. Hà Hâm Nhan gật đầu. Trước khi Trương Dương cùng Hà Hâm Nhan rời khỏi Lam Sơn, hắn gọi điện cho mẹ nuôi La Tuệ Ninh trước. La Tuệ Ninh đang chơi ở Hồ Thúy Vân cùng với Tần Thanh, bà đã định trước tối nay về Bắc Kinh, Trương Dương gọi điện thoại đến nói rằng có việc gấp phải đi Đông Giang. La Tuệ Ninh cười nói, con đi đi. Bên này có Tần Thanh ở cùng mẹ rồi, mẹ và cô ấy nói chuyện rất hợp nhau, con có đi theo cũng không tiện. Trương Dương được La Tuệ Ninh đồng ý, mới yên tâm cùng Hà Hâm Nhan đi, khi hai người đến bãi để xe, vừa vặn gặp phải viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Lam Sơn Dương Hồng Chính. Dương Hồng Chính từng giúp Trương Dương lấy đầu đạn, là ân nhân của Trương Dương, vì thế Trương Dương chủ động đến chào, chào viện trưởng Dương. Dương Hồng Chính thấy Trương Dương liền nở nụ cười, nói thị trưởng Trương. Vừa nãy còn nghĩ đến anh, sao không đến cắt chỉ? Trương Dương nói, cảm ơn viện trưởng Dương đã quan tâm, tôi đã dùng một chiếc dao con tự giải quyết cho bản thân rồi. Dương Hồng Chính khen ngợi, đã bị súng bắn, mà hồi phục được nhanh như vậy, tôi làm ngành y bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như anh. Người nói vô tâm, nhưng người nghe thì để ý, Hà Hâm Nhan nghe thấy Trương Dương bị bắn, trong lòng rất lo lắng, đến khi họ tạm biệt Dương Hồng Chính, lên xe của mình. Hà Hâm Nhan ngay lập tức nói, anh bị bắn ở đâu? Cho em xem nào. Trương Đại Quan cười nói, chỉ là bị thương ngoài da thôi, có gì phải nhìn. Hà Hâm Nhan nói, không, em phải xem. Trương Dương cũng rất kiên quyết, ngay lập tức cởi áo ra, để cho Hà Hâm Nhan kiểm tra cơ thể mình. Chỗ bị bắn chung ở vai trái giờ đây đã hồi phục, có điều thịt mới vẫn còn là màu hồng. Ngón tay mềm mại của Hà Hâm Nhan sờ lên vết sẹo của Trương Dương. Ngay lập tức xuất hiện những giọt lệ đau lòng, anh không cẩn thận thế, nếu như anh có làm sao, thì em biết làm thế nào. Trương Dương cười hà hà nói, anh mạng lớn lắm, gặp phải bất cứ nguy hiểm gì đều hóa hung thành cát hết. Hắn mặc áo lên, rồi khởi động chiếc xe Pika của hắn. Hà Hâm Nhan rất nhanh đã hồi phục lại được thái độ vui vẻ, sau khi chiếc xe ra khỏi Lam Sơn, cô yêu cầu Trương Dương cho cô đổi chỗ sang chỗ lái, chiếc xe Pika này mới được sửa lại. Hà Hâm Nhan muốn thử chạy xem thế nào. Từ Lam Sơn đến Đông Giang chẳng mất mấy đường, hơn một tiếng đồng hồ họ đã đến thành phố Đông Giang rồi, vào thành phố gặp đúng lúc người ta đi làm về, đường phố Đông Giang rất tắc, chiếc xe Pika mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng thể đâm vào những chiếc xe đằng trước được. Trương Dương cảm thấy hơi hối hận, biết như thế này, thì chẳng bằng tìm một nhà nghỉ ở ngoại ô nghỉ lại đó, Sơn Trang Nam Quốc cũng khá lắm, mặc dù nói vậy, nhưng hắn cũng không dám dẫn Hà Hâm Nhan đến đó. Tắc đường hơn 40 phút đồng hồ, giao thông mới thông thoáng được một chút, họ ở lại khách sạn Lam Phong ở bên cạnh Minh Vũ Môn, đây là một khách sạn 5 sao, vừa mới khánh thành được không lâu, tất cả các thiết bị ở trong đó tốt nhất ở Đông Giang. Việc làm ăn của khách sạn rất tốt, khi họ đến chỗ đó, phòng đã được đặt không ít, chỉ còn mấy gian phòng hào hoa, Trương Đại Quan chọn một căn phòng trên cùng,
mà một buổi tối đã mất đến 1888 tệ. Khi đưa tiền đặt cọc, Trương Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn vẫn còn nợ tiền người phụ nữ trung niên kia, đã nói rõ là người ta mắng Khổng Nguyên, sẽ cho người ta 3.000 tệ, nhưng hắn mới chỉ bỏ ra 1.500 tệ tiền đặt cọc, vẫn còn thiếu 1.500 tệ nữa vẫn chưa đưa cho bà ta, còn một cái tát cho Khổng Nguyên là 10.000 tệ, hắn vẫn còn nợ người ta 11.500 tệ. Trương Đại Quan không phải là một người ăn quỵt, càng huống hồ người ta làm đẹp như vậy, không những đánh cho Khổng Nguyên một cái tát, còn dội cho y một cốc coca vào người nữa. Hắn không đưa tiền thật là không đúng. Trương Dương cũng không muốn nợ, chỉ là từ sáng sớm đã bị La Tuệ Ninh thúc đi Lam Sơn, vì vậy hắn quên mất chuyện này. Hà Hâm Nhan thấy Trương Dương cầm ví tiền đờ người ra đó, tưởng rằng hắn không đem đủ tiền, nhẹ nhàng hỏi anh không mang nhiều tiền à? Để em trả cho. Trương Dương cười nói, chúng ta ra ngoài làm sao để em trả tiền được. Hắn đưa thẻ ngân hàng cho quầy phục vụ, chiếc thẻ này là thẻ tiền lương của Quốc An đưa cho hắn, bên trong còn bao nhiêu tiền hắn cũng chẳng biết. Trương Dương hỏi, xem hộ tôi trong đó còn bao nhiêu tiền. Người phục vụ đáp, 56.000 tệ. Trương Dương cảm thấy kỳ lạ, không ngờ trong đó còn nhiều tiền như vậy, xem ra dù là khoảng thời gian hắn rời khỏi Quốc An, người ta cũng chẳng gửi cho hắn thiếu một đồng tiền lương nào. Cầm tiền của người ta thì phải đền đáp, xem ra sau này hắn phải dốc sức cho Quốc An rồi. Hà Hâm Nhan ôm lấy cánh tay Trương Dương đi vào thang máy, Trương Dương ấn nút tầng 36, khi thang máy khởi động, hắn nhìn thấy một người quen thuộc đi vào trong đại đường, không ngờ lại là nhà thiết kế số 1 của tập đoàn Tinh Toàn Lưu Khánh Dung, bên cạnh gã còn có một trợ lý nữ, hai người vừa nói chuyện vừa bước đến quầy phục vụ. Hà Hâm Nhan tựa vào vai Trương Dương, cô không chú ý đến những chuyện bên ngoài. Nhẹ nhàng nói, đảo Saipan thật đẹp, nếu như anh không có chuyện gì thì đi cùng em đến đó xem, được không? Trương Dương nói, anh muốn thế lắm chứ, nhưng anh là cán bộ nhà nước, lại là đảng viên, làm sao ra nước ngoài dễ như vậy được? Hà Hâm Nhan mở mắt, bĩu môi hơi không vui, cầu thang máy đã đến tầng 36, họ đến phòng của mình, căn phòng bố trí nội thất kiểu châu Âu, phong cách rất hào hoa tráng lệ, điều làm cho Hà Hâm Nhan thích thú nhất đó là bồn tắm massage rất lớn ở trong nhà tắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 425.